Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 63. Tiểu Lôi xin nghe theo lời dạy của Thái Sư Tổ, Viên Tiểu Lôi vẫn cung kính như cũ. Hai, thôi vậy, thằng nhóc này càng nói càng già dặn. Dương Bách Xuyên cười bất đắc dĩ. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên dẫn Viên Tiểu Lôi vào trong ngồi, khiến cho các thế lực lớn giới võ cổ xác định lại vị trí của võ đang. Xem ra quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và trưởng giáo mới của võ đang khá sâu sắc. Dương Bách Xuyên đảo mắt nhìn người của thế lực các nơi đang ngồi đây, tất nhiên cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ. Võ đang vốn xếp chót trong tám tông môn lâu đời, sự kiện bí địa trường bạch năm đó khiến đám thiên tuyệt mất tích. Nếu không phải là Viên Tiểu Lôi có công pháp mà anh truyền dạy cho và có vân môn chăm sóc, thì rất nguy hiểm. Nghĩ đến chuyện năm đó đám thiên tuyệt đi theo mình mới mất tích. Tiến vào Sơn Hải giới, Dương Bách Xuyên quyết định giúp Viên Tiểu Lôi và Võ Đang, không để cho Võ Đang bị bắt nạt trong giới võ cổ. Anh dắt tay Viên Tiểu Lôi, nói với người đứng đầu các thế lực lớn, thưa các vị đạo hữu, trước khi đại điển vân môn ngày hôm nay bắt đầu, tôi xin giới thiệu với các vị một người. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa chỉ vào Viên Tiểu Lôi, cậu ấy tên là Viên Tiểu Lôi, cũng là trưởng giáo mới của Võ Đang. 6-7 năm trước tôi đến thăm Võ Đang. Có duyên với Viên Tiểu Lôi nên đã truyền dạy cho cậu ấy một số pháp môn, tính ra thì cậu ấy cũng được xem là một nửa đệ tử của tôi. Sau này cậu ấy hoạt động trong giới võ cổ, hy vọng các thế gia tông môn nể mặt, giúp đỡ hậu bối Viên Tiểu Lôi một chút. Dứt lời Dương Bách Xuyên lại nói với Viên Tiểu Lôi, Tiểu Lôi bước lên chào hỏi các vị tiền bối của các tông môn đi. Trước đó trò chuyện anh đã biết mấy năm nay sau khi Viên Tiểu Lôi làm trưởng giáo võ đang. Cậu ta không liên hệ với các thế lực tông môn khác trong giới võ cổ. Đây xem như là cơ hội cho Viên Tiểu Lôi lộ mặt, kẻo sau này hành tẩu giang hồ sẽ chịu thiệt thòi. Viên Tiểu Lôi nghe vậy liền bước lên chào hỏi. Tính tình cậu ta vốn bình tĩnh, đúng mực, để lại ấn tượng tốt trong mắt thế lực các nơi. Khúc nhạc đệm nho nhỏ này là tấm lòng của Dương Bách Xuyên dành cho Viên Tiểu Lôi. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên chuẩn bị tuyên bố đại điển vân môn bắt đầu. Chủ yếu là gặp mặt đệ tử mới, sau đó anh sẽ phô bày động tiên la phù trước mặt mọi người, để cho đám nhà quê này mở mang tầm mắt. Nếu như sau này có người từ Sơn Hải giới đến, muốn làm mưa làm gió ở trái đất, anh cần các thế lực giới võ cổ này phối hợp đối phó với phe Sơn Hải giới. Trên trái đất tuyệt đối không cho phép có kẻ phá hoại. Đây là quê hương của Dương Bách Xuyên, người thân bạn bè của anh đều ở đây, anh muốn thấy một giới võ cổ trên trái đất yên ổn. Chứ không phải một giới võ cổ bị Sơn Hải giới phá hoại. Vì vậy ngày hôm nay coi như là uy hiếp những người này, cũng là một cơ hội khiến vân môn trở nên tách biệt với các thế lực giới võ cổ. Dương Bách Xuyên đang định nói thì tiếng hô to của Trần Bảy Roi lại vang lên, Đàm chủ thần Long Đàm Ngô Nam đến. Dương Bách Xuyên nhìn sang, quả nhiên trông thấy Ngô Nam dẫn theo 3-4 ông già 60 tuổi đi đến. Anh còn đang thắc mắc thế lực giới võ cổ khắp nơi đều đã xuất hiện. Sao người phát ngôn của chính phủ là Ngô Nam lại không thấy đâu? Bây giờ anh yên tâm rồi, đây mới là cách mở màn chính xác. Dương Bách Xuyên hơi nhức đầu với ông bạn cũ Ngô Nam. Bởi vì chuyện của Mỹ Nhân hạ lộ, Ngô Nam vẫn luôn không thích anh. Tuy nhiên, trong công việc đối phương vẫn giúp đỡ, như vậy là tốt lắm rồi. Vì vậy Dương Bách Xuyên vẫn đi tới đón tiếp, dù sao cũng là bạn cũ, hồi trước Ngô Nam đã giúp đỡ anh rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Nam, Dương Bách Xuyên lập tức nhíu mày vì thấy trong mắt đối phương tràn đầy lo lắng, dáng vẻ bực bội. Có việc gì à? Dương Bách Xuyên vừa gặp Ngô Nam liền hỏi ngay. Anh hiểu Ngô Nam, mặc dù người này không thích anh, nhưng vẫn giữ phẩm chất bình tĩnh của người Trung Quốc, tuyệt đối chí công vô tư. Nhìn dáng vẻ này của ông ấy hẳn là chuyện khó lớn giải quyết. Bên ngoài xảy ra chuyện. Ngô Nam không có sự nhiệt tình sau 6 năm không gặp Dương Bách Xuyên, trầm giọng đáp. Dương Bách Xuyên biết từ bên ngoài trong câu nói của ông ấy chỉ bên ngoài Trung Quốc. Anh nhíu mày hỏi, có gấp không? Ngô Nam nhìn Dương Bách Xuyên, lòng chợt ấm áp. Ông ấy biết Dương Bách Xuyên hỏi như vậy chứng tỏ anh sẽ không ngồi yên mặc kệ. Thật ra từ khi Dương Bách Xuyên và Vương Tông Nhân xuất hiện ở Tây Vực, ông ấy đã nhận được tin tức, nhưng bởi vì quá bận rộn nên vẫn chưa đến gặp anh. Hôm nay thế lực các nơi đều tề tụ ở Vân Môn. Sau khi biết tin, Ngô Nam vội vàng tới đây. Lần này ông ấy đến tìm Dương Bách Xuyên để bàn bạc đối sách. Trên danh nghĩa Dương Bách Xuyên vẫn là thành viên của Thần Long Đàm,
ngoài ra còn có giao tình với Đàm chủ Hạ Lộ. Ngô Nam tin rằng Dương Bách Xuyên sẽ giúp đỡ, và lại hiện tại Dương Bách Xuyên có năng lực giúp đỡ. Cậu làm việc của mình trước đi, khi nào cậu xong việc tôi sẽ nói chi tiết. Ngô Nam liếc nhìn người ngồi kín sân, cuối cùng không nói ra. Ông ấy là người tinh ý, sẽ không làm khó Dương Bách Xuyên vào lúc này. Cũng được, dù sao hôm nay tôi còn có chút việc phải nói với đám võ cổ giả này. Hôm nay ông mà không đến thì sau này tôi còn phải đi tìm ông. Dương Bách Xuyên gật đầu ra hiệu cho Ngô Nam ngồi vào chỗ. Ngô Nam gật đầu, khi cất bước, ông ấy bất giác hỏi, cậu có tin tức của Đàm chủ cũ nhà tôi không? Ngô Nam vẫn nhớ Đàm chủ cũ Hạ Lộ, mà lần này Dương Bách Xuyên biến mất 6 năm, Ngô Nam lờ mờ đoán được anh đi đâu, không chừng sẽ có tin tức của Đàm chủ cũ Hạ Lộ. Dương Bách Xuyên thở dài, không có, nhưng tôi tin rằng cô ấy vẫn còn sống. Chỉ cần cô ấy còn sống, tôi có thể tìm được cô ấy. Chỉ mong là vậy, Ngô Nam lẩm bẩm một câu rồi thôi, đi đến ngồi cùng Vương Huyền Cơ. Sau khi Ngô Nam ngồi xuống, Dương Bách Xuyên nhìn trong sân thì thấy người nên tới đều đã tới. Mặc dù công tư lẫn lộn, nhưng đúng như ý muốn của anh. Hôm nay anh không chỉ muốn định hướng cho Vân Môn vị trí tách biệt, vượt trên tất cả các thế lực khác giới võ cổ, nhằm đối phó với nguy hiểm từ Sơn Hải giới có thể xuất hiện trong tương lai. Mà còn muốn hoàn thành nguyện vọng của bà nội, bù đắp cho mấy người phụ nữ. Mặc dù Dương Bách Xuyên tạm thời mất hết tu vi, nhưng không ảnh hưởng tới việc hôm nay anh mang đến một thế giới quan mới cho mấy trăm người có mặt ở đây ngày hôm nay. Những người trong giới võ cổ đang có mặt tại đây có thể coi là nhân chứng chứng kiến sự hùng mạnh của Vân Môn. Thực tế đúng là như thế. 500 đệ tử Vân Môn đứng trong sân làm cho người của thế lực các nơi đang có mặt ở đây cực kỳ chấn động. Mọi người thấy trong số 500 đệ tử Vân Môn có tới một nửa đạt tiên thiên trúc cơ, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. E là tiên thiên của cả giới võ cổ cộng lại mới nhiều bằng Vân Môn. Nhất là sau khi những cao thủ và thiên tài của các thế lực lớn mất tích ở bí địa Trường Bạch vào 6 năm trước, cả giới võ cổ tổn thương nguyên khí nặng nề. Thử hỏi hiện tại có mấy tông môn có nhiều đệ tử tiên thiên như Vân Môn? Hơn 200 người đó. E là ngay cả Côn Luân đứng đầu giới võ cổ cũng không có. Người của các thế lực khác nhìn đệ tử Vân Môn đứng trong sân, ai nấy đều chấn động mạnh. Nhưng chấn động mạnh hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy Dương Bách Xuyên chậm rãi cất lời, cảm ơn các vị đạo hữu đã đến xem đại điển Vân Môn ngày hôm nay. Tôi cũng biết mục đích mọi người tới đây, nhưng xin các vị chờ sau khi đại điển Vân Môn hoàn thành, tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các vị đạo hữu về sự kiện bí địa Trường Bạch năm đó. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên đi về phía bức tượng tổ sư ở giữa sân, đồng thời hô toàn thể Vân Môn đến tế bái tổ sư ra. Anh vừa ra lệnh, mấy người phụ nữ nối đuôi nhau đi ra, đứng đằng sau anh. Lúc này, người đứng đầu các tông môn ngồi trên khán đài lập tức hít một hơi lạnh. Bọn họ thấy mấy người phụ nữ bên cạnh Dương Bách Xuyên đều có tu vi tiên thiên, trong đó tu vi của ba người Lục Tuyết Hy, Độc Cô Vô Tình và Vương Tông Nhân là bọn họ không nhìn thấu. Điều này chứng tỏ tu vi là tiên thiên đỉnh phong, hoặc là vượt trên tiên thiên. Đương nhiên đây là ý nghĩ trong lòng hầu hết mọi người. Trong sân chỉ có một số người có tu vi võ đạo đạt hư cảnh như là Vương Huyền Cơ, Nguyên Tuyệt Sư Thái, Thanh Hư Tử. Là trong lòng dậy sóng, võ cổ giả hư cảnh không nhìn thấu tu vi của Lục Tuyết Hy và Vương Tông Nhân, chỉ có Độc Cô Vô Tình có tu vi ngang bọn họ là hư cảnh đỉnh phong. Chỉ riêng ba người này của Vân Môn đã đủ áp đảo toàn giới võ cổ. Bọn họ không dám nghĩ chủ Vân Môn Dương Bách Xuyên có tu vi bậc nào. Trong mắt những người này, Dương Bách Xuyên không để lộ tu vi kỳ thực là tu vi đã cao đến mức bọn họ không cách nào tưởng tượng. Lúc này, Dương Bách Xuyên không quan tâm người đến dự lễ nghĩ gì, anh bắt đầu giảng về lai lịch của Vân Môn cho 500 đệ tử. Vẫn là câu chuyện thật giả lẫn lộn kia, nhưng mục đích là xây dựng lòng trung thành của đệ tử Vân Môn. Dù sao cũng chỉ có mình anh biết lai lịch của Vân Môn, anh nói sao cũng được. Trong lời kể của tên họ Dương nào đó, Vân Môn là một tông môn siêu cấp trên thế gian, mà tổ sư Gia Vân Thiên Tà là thần tiên chân chính. Anh loáng thoáng chỉ ra cho toàn bộ đệ tử Vân Môn phương châm và đường lối sau này của Vân Môn trên con đường tu hành. Anh nói thế giới này vô cùng rộng lớn, không chỉ có trái đất, mà bên ngoài trái đất có một thế giới tu sĩ chân chính.
Khi Dương Bách Xuyên nói tới đây, chẳng riêng gì đệ tử Vân Môn xôn xao, ngay cả những người trên khán đài cũng hai mắt sáng ngời. Rốt cuộc có người không nhìn được hỏi, xin hỏi Dương Môn Chủ, bên ngoài Trung Quốc chúng ta có thế giới khác, ngài mất tích mấy năm nay, hay nói chính xác hơn là những người biến mất ở bí địa Trường Bạch 6 năm trước, ngài và những người khác đều đến thế giới đó có phải không? Rốt cuộc thế giới đó là thế giới như thế nào? Dương Bách Xuyên cười thầm, cuối cùng cũng có người phối hợp, nếu không thì tiếp theo anh đây còn phát huy kiểu gì? Anh quay đầu nhìn, thì ra là một ông lão tiên thiên thuộc Thiên Cương Sơn. Về việc năm đó Thiên Cương Sơn cấu kết với người nước ngoài phá thông đạo ở Trường Bạch, tuy Dương Bách Xuyên không vui, nhưng cũng hiểu cho hành động của bọn họ. Thử hỏi võ cổ giả trên đời có ai không hy vọng có được sức mạnh cường đại hơn? Nếu biết có Sơn Hải giới, có thế giới cao cấp hơn, có thể lấy được sức mạnh cao cấp hơn, ai mà chẳng muốn đi. Cho nên năm đó đám người kia phá hủy thông đạo đến Sơn Hải giới cũng có thể hiểu được. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không ngoại lệ, anh đi Sơn Hải giới một chuyến, sau này muốn tăng tu vi, anh không thể ở mãi thế giới có linh khí mỏng manh như trái đất. Cho dù là vì những người thân bạn bè vẫn chưa được tìm thấy ở Sơn Hải giới, sau này khôi phục tu vi anh vẫn phải trở lại đó. Hôm nay anh mượn việc giảng lai lịch Vân Môn để dẫn dắt tới Sơn Hải giới, cũng coi như giải thích một phần cho những người đến Vân Môn ngày hôm nay. Ông lão này đặt câu hỏi đúng như ý muốn của Dương Bách Xuyên. Sau khi ông lão này hỏi xong, tất cả mọi người đều nín thở nhìn Dương Bách Xuyên, chờ anh trả lời. Đương nhiên tám tông môn lâu đời lớn nhất giới võ cổ và các thế gia truyền thừa lâu đời đều biết đến sự tồn tại của Sơn Hải giới, chẳng qua là chưa có ai đến đó. Hơn nữa, suốt mấy nghìn năm qua, giới võ cổ Trung Quốc cấm nhắc đến từ Sơn Hải giới. Thật ra ai cũng tò mò. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kỳ thực người biết Sơn Hải giới đều đã đoán ra Dương Bách Xuyên trở về từ Sơn Hải giới, cũng từng nghĩ những người biến mất ở bí địa Trường Bạch hồi đó chắc hẳn đã tiến vào một thế giới khác, nếu không thì tại sao đã đào sâu ba thước đất mà vẫn không tìm thấy một ai. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn bốn phía, đúng vậy, tôi mất tích 6 năm thật ra là đến một thế giới khác, những người năm đó cũng vậy. Thế giới kia tên là Sơn Hải giới, là một thế giới tu chân thật sự. Mà tu chân khác võ cổ, người tu chân là tồn tại giống như đồ đệ vương tông nhân của tôi, có thể ngự kiếm phi hành, có thể sử dụng pháp thuật thần thông, có thể trường sinh bất lão. Sơn Hải giới là một thế giới tôn thờ kẻ mạnh chân chính, là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, cả hội trường xôn xao. Người của các tông môn ngồi trên khán đài, trong đó có mấy tông môn lâu đời, sắc mặt ai nấy đều đỏ bừng, hít thở không thông. Bọn họ cũng muốn làm kẻ mạnh, hướng tới thế giới cao cấp kia. Nhưng cũng có người ngoại lệ, đó là Đàm chủ thần Long Đàm Mô Nam. Lúc này con người của ông ấy rụt lại, hai tay bưng tách trà run lẩy bẩy, nước trà nóng đổ ra ngón tay mà ông ấy không hề hay biết. Khác với vẻ mặt kích động của những người khác, trên mặt ông ấy tràn đầy lo lắng. Dương Bách Xuyên vẫn luôn quan sát biểu cảm của tất cả mọi người trong sân. Sau khi trông thấy nét mặt của Ngô Nam, anh thở dài một hơi. Đúng là Sơn Hải giới tràn đầy hấp dẫn với võ cổ giả, nhưng không hẳn là chuyện tốt đối với trái đất. Tất nhiên là tiếp theo anh phải phân tích cái lợi và cái hại trong đó. Dương Bách Xuyên không thèm để ý đến phản ứng khiếp sợ của mọi người. Dừng một chút rồi tiếp tục mở miệng, kéo đề tài về lai lịch của Vân Môn. Mục đích hiện tại của anh chính là nâng lên giá trị thần bí của Vân Môn trong cảm nhận của mọi người. Sơn Hải giới mà các người nghe được trong lời đồn là một nơi không tồi, nhưng điều tôi muốn nói cho các người là lai lịch của Vân Môn còn cao cấp hơn Sơn Hải giới. Trên mạng có câu, mộng tưởng của tôi là biển sao trời mênh mông, hiện tại những lời này có thể sử dụng trên lai lịch của Vân Môn chúng tôi. Sư thừa của Vân Môn đến từ biển sao trời mênh mông, đến từ một thế giới còn cao cấp hơn Sơn Hải giới, là thế giới tu chân vô biên vô tận, Sơn Hải giới nhiều nhất chỉ là một tiểu thế giới của thế giới tu chân. Trong hằng hà sa số thế giới tu chân, có 3.000 đại thế giới, có vô số tiểu thiên thế giới, nơi nào cũng có tiên nhân, có thần thông phi thiên độn địa, rời non lấp biển. Đây là lai lịch của Vân Môn chúng tôi, các vị đệ tử của môn phái cần phải chăm chỉ tu luyện. Có một ngày tôi sẽ dẫn mọi người đi Sơn Hải giới, đi thế giới tu chân mênh mông cuồn cuộn. Các người chỉ cần nỗ lực tu luyện cũng có thể được coi là thần tiên, tung hoành tu chân giới, bất tử bất lão.
Dương Bách Xuyên mở ra thần công lừa dối, giả giả thật thật, hơn 500 đệ tử Vân Môn nghe mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển. Cho dù là đám người giới võ cổ đến xem lễ cũng không ngoại lệ, nghe Dương Bách Xuyên nói, hận không thể xông lên ôm đùi Dương Bách Xuyên. Phi thiên độn địa, trường sinh bất lão, là một nhân loại ai không muốn. Hơn nữa ở đây có rất nhiều võ cổ giả, đều là người có công lực, có được sức mạnh vượt xa người bình thường, hiểu biết và khát vọng về sức mạnh vượt xa người thường. Trong mắt đỏ bừng, thật sự thèm nhỏ dãi thế giới mà Dương Bách Xuyên nói. Đồng thời cũng sinh ra lòng kính sợ với Vân Môn. Dựa theo lời của Dương Bách Xuyên, Vân Môn bọn họ tu luyện không phải võ cổ mà là người tu chân có thể phi thiên trường sinh. Hiển nhiên không cùng một cấp bậc với võ cổ giả. Loại thần bí này sao có thể không sợ? Cũng có người nghi ngờ những lời Dương Bách Xuyên nói là khoác lác, nhưng ngay sau đó lật bỏ suy nghĩ này. Bởi vì trong 500 đệ tử Vân Môn, hơn nửa có hơi thở cấp bậc thiên tiên, thời gian thành lập của Vân Môn căng chết cũng 10 năm. Càng nghĩ càng thấy ớn. Thử hỏi trong giới võ cổ có mấy tông môn có thể dưỡng ra hơn 200 tiên thiên trong vòng 10 năm? Đại tông Côn Luân có thể không? Tuyệt đối không thể. Không có bất cứ tông môn nào có thể bồi dưỡng ra hơn 200 tiên thiên trong vòng 10 năm. Hơn nữa lúc trước Vương Tông Nhân đồ đệ của Dương Bách Xuyên cũng ngự kiếm phi hành, những người này tránh ở ngoài Vân Môn cũng có thể nhìn thấy phong thái bay về phía chân trời của Vương Tông Nhân. Võ cổ giả hư cảnh có thể làm được phi hành trên không, nhưng thời gian có hạn, nói trắng ra chỉ có thể bay lên không trung được một chút. Ai có thể ngự kiếm phi hành mười mấy dặm như Vương Tông Nhân, sau đó có thể trở về ngay lập tức? Không có, điểm này võ cổ giả không làm được. Trước kia không ai chú ý đến Vân Môn, mọi người còn không cảm thấy gì, hiện tại nghĩ lại, con mẹ nó Vân Môn quá khủng bố, chỉ cần hơn 200 đệ tử tiên thiên đã có thể càn quét toàn bộ giới võ cổ. Dương Bách Xuyên lại còn vô cùng thần bí, nghĩ một chút, có lẽ những gì Dương Bách Xuyên nói là sự thật. Nếu đúng như vậy, sau này không có bất cứ thế lực tông môn nào dám trêu chọc Vân Môn, đây là sự thật cứng như thiết. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng nói, người ta có một sư môn cường đại thần bí, ai dám trêu chọc Vân Môn. Côn Luân Thanh Hư Tử thở dài, ông ta biết từ nay về sau giới võ cổ sắp thay đổi, vị trí đứng đầu của Côn Luân trong giới võ cổ sắp biến mất. Hoặc nói cách khác, giới võ cổ sẽ thay đổi càn khôn, hoàn toàn sửa đổi kỷ nguyên. Không chỉ có Côn Luân nghĩ như vậy, ánh mắt của mấy tông môn cổ xưa khác cũng thay đổi. Cũng không biết những lời nói hôm nay của Dương Bách Xuyên là tốt hay xấu. Nhưng những gì anh nói rất hấp dẫn người, không ai có thể kháng cự. Giữa sân yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên người Dương Bách Xuyên, dựng lỗ tai lắng nghe, sợ bỏ sót một chữ. Lời kể hôm nay của Dương Bách Xuyên hoàn toàn thay đổi thế giới quan của bọn họ. Nhưng lúc này mọi người phát hiện, đây mới là bắt đầu của thế giới quan mới. Chỉ nghe Dương Bách Xuyên chậm rãi nói tiếp, hiện tại mọi người đi theo tôi thăm viếng tổ sư gia, sau đó chỉ cần là đệ tử Vân Môn đều có một tạo hóa lớn đang chờ mọi người, con đường tu luyện và vận mệnh của mọi người sẽ thay đổi từ hôm nay. Sau khi thăm viếng phi tượng của Vân Thiên Tà, Dương Bách Xuyên giảng ngắn gọn lịch sử của tổ sư gia của Vân Môn, Vân Thiên Tà. Dù sao ở trong miệng của anh, Vân Thiên Tà chính là thần, vô cùng lợi hại. Nhưng trong lòng của Dương Bách Xuyên biết rõ, trước khi sư phụ nhà mình bị hủy diệt tiên thể, chắc chắn cũng là một nhân vật làm mưa làm gió trong tu chân giới, thập nhị kiếp tán tiên không chỉ là một danh hiệu, nhưng anh cũng không biết rõ thập nhị kiếp tán tiên khủng bố đến mức nào. Nhưng theo tu vi dần tăng trưởng, nếu ở thời kỳ đỉnh cao, tu vi của sư phụ chắc chắn vượt qua sự tưởng tượng của anh, thậm chí còn vượt qua những gì anh khoác lác cho đệ tử Vân Môn. Sau khi thăm viếng, xem như nhưng tụ tinh thần của đệ tử Vân Môn, tiếp theo Dương Bách Xuyên muốn thả ra con át chủ bài. Từ hôm nay anh sẽ đặt La Phù Động Thiên ở Vân Môn, nơi này sẽ trở thành căn cứ của Vân Môn ở địa cầu. Dù sao nơi này không phải Sơn Hải giới, không có người tu chân cường đại hơn anh, không ai động vào La Phù Động Thiên được. Hơn nữa hiện tại La Phù Động Thiên đã bị anh luyện hóa, cho dù có người có ý xấu cũng vô ích. Sớm hay muộn cũng cho La Phù Động Thiên xuất thế, không bằng nhân dịp hôm nay, tung ra một cơn chấn động cho tất cả các thế lực, làm cho bọn họ coi Vân Môn là tông phái cầm đầu,
tương lai có thể liên hợp ứng phó người tu chân Sơn Hải giới. Ở trước mắt bao người, Dương Bách Xuyên vung tay lên, ngay lập tức tất cả mọi người cảm thấy trời đất tối sầm lại. Sau đỉnh núi, một cánh cửa vô cùng chói mắt cao hơn 3 mét xuất hiện. Giống như gợn nước lóng lánh. Dương Bách Xuyên không bày ra gương mặt thật của La Phù Động Thiên, như vậy quá rêu rao, dù sao đây cũng là thế tục giới, chỉ cần mở ra cánh cửa của La Phù Động Thiên là được. Dù sao chỉ cần đi vào trong đó, tự nhiên sẽ cảm nhận được sự chấn động của La Phù Động Thiên. Mọi người nhìn cánh cửa thần bí lấp lánh ánh sáng sau đỉnh núi hơn 100 mét, không hẹn đều cùng đứng lên. Không biết là ai nói, thần tích. Thần tích, trời giáng thần tích. Thực sự là thần tích. Chấm, chấm chấm. Từng tiếng kinh hô vang lên, mọi người đều cho rằng đây là thần tích, thật sự đứng nhìn từ phía chân núi, đột nhiên một cánh cửa lấp lánh ánh sáng, vô cùng thần thánh xuất hiện trống rỗng, là ai cũng đều sẽ nghĩ như vậy. Dương Bách Xuyên nghe bọn họ nói vậy, cười ha ha nói, đây là Vân Môn Động Thiên, từ hôm nay sẽ mở ra cho tất cả các đệ tử Vân Môn. Hiện tại tôi có thể hứa hẹn với các đệ tử Vân Môn, người tu luyện tiến vào Động Thiên, trong vòng 1 năm tu vi luyện khí kỳ sẽ bước vào trúc cơ. Thêm 3-4 năm, có thể tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, Vân Môn Động Thiên chính là phúc địa tu luyện, linh khí bên trong nhiều gấp mấy chục lần bên ngoài, đây cũng là phúc của đệ tử Vân Môn. Hiện tại, chỉ cần là đệ tử Vân Môn đều có thể tiến vào Vân Môn Động Thiên để tu luyện, đi vào đi. Dương Bách Xuyên thuận miệng đổi La Phù Động Thiên thành Vân Môn Động Thiên, làm tất cả đệ tử Vân Môn đi vào tham quan. Đệ tử Vân Môn biết rõ cảnh giới tu luyện, bởi vì bọn họ tu luyện công pháp tu chân. Một đám nghe thấy Vân Môn Động Thiên có thể nhanh chóng tăng cảnh giới, một đám đỏ bừng mắt, vọt vào Vân Môn Động Thiên. Lúc này mặc dù võ cổ giả ở đây lác rõ cảnh giới tu luyện trong miệng của Dương Bách Xuyên, nhưng nhìn thấy đôi mắt của Vân Môn đệ tử đỏ bừng như con thỏ, vọt vào bên trong cánh cửa ngũ quang thập sắc kia, bọn họ đều biết Vân Môn Động Thiên trong miệng Dương Bách Xuyên bất phàm. Nếu không sẽ không đến mức 500 đệ tử Vân Môn vọt vào Vân Môn Động Thiên. Trong lòng của các võ cổ giả trong sân đều ngứa ngáy, đều nghĩ đến 500 người đi vào cánh cửa kia. Rốt cuộc cánh cửa thần bí kia lớn đến mức nào, sẽ có quang cảnh như thế nào? Tất cả đều trợn to mắt nhìn Dương Bách Xuyên, gần như không ai có thể ngoại lệ. Nhưng bọn họ không phải đệ tử Vân Môn, rất muốn đi vào nhìn xem, nhưng Dương Bách Xuyên không nói gì, tất cả đều rất ngứa ngáy. Dương Bách Xuyên thu hết biểu tình của mọi người ở đây vào trong mắt, trong lòng cười ha ha, nghĩ thầm có lẽ mở đầu làm đủ rồi. Nhìn quanh bốn phía. Dương Bách Xuyên kéo âm thanh, nói các vị có muốn vào đánh giá Vân Môn Động Thiên không? Tất cả võ cổ giả ở đây đều trợn trắng mắt khi nghe Dương Bách Xuyên nói, hỏi vô nghĩa, có ai không muốn vào nhìn thử? Quan trọng là có muốn cho vào không mới là vấn đề. Mấy tông môn lớn đều nhìn về phía Vương Huyền Cơ và Thanh Hư Tử, trong hai người này, Vương Huyền Cơ quen biết Dương Bách Xuyên, Thanh Hư Tử là trưởng giáo Côn Luân. Là nhân vật đứng đầu trong giới võ cổ, đều đang chờ hai người họ mở miệng. Vương Huyền Cơ cười không nói, bất kể thế nào ông đều có thể đi vào Vân Môn Động Thiên này. Lúc này Thanh Hư Tử bước lên một bước, nói, Dương Đạo Hữu, không biết tôi có phúc duyên tiền vào đánh giá Vân Môn Động Thiên của cậu không? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nói cũng không phải không được, nhưng Vân Môn Động Thiên liên quan đến bí mật quan trọng của Vân Môn chúng tôi. Không phải là đệ tử của Vân Môn hoặc đồng mình Vân Môn thì không thể tiến vào. Nói xong, nói với Viên Tiểu Lôi, dẫn đệ tử võ đang vào đi. Viên Tiểu Lôi vui vẻ nói, cảm tạ Thái Sư Tổ. Nói xong trực tiếp dẫn đệ tử võ đang đi vào Vân Môn Động Thiên. Lúc này sắc mặt của đám người Thanh Hư Tử đều rất khó coi, Dương Bách Xuyên đang ép mọi người tỏ thái độ. Võ đang Viên Tiểu Lôi gọi Dương Bách Xuyên một câu Thái Sư Tổ. Tương đương với cấp dưới, nhìn bộ dáng cung kính của Viên Tiểu Lôi, hiển nhiên muốn đi theo Vân Môn làm tùy tùng. Loại thời điểm này Dương Bách Xuyên kéo Viên Tiểu Lôi ra, muốn thể hiện cho mọi người, chỉ thiếu nói rõ thuyết minh, sau này các người phải đi theo Vân Môn, coi Vân Môn là đứng đầu mới có thể coi như đồng minh, nếu không đừng nghĩ đi vào. Nói đồng minh là dễ nghe, tư thế hôm nay của Dương Bách Xuyên là muốn ra hiệu lệnh cho các tông môn ở giới võ cổ trở thành cấp dưới của Vân Môn. Những người cầm đầu của các tông môn đều không phải trẻ con, tất cả đều là cáo già mấy chục tuổi,
sao có thể không rõ dụng ý của Dương Bách Xuyên. Đối với tất cả mọi người, đây là một khó khăn không nhỏ. Ai muốn bị người cưỡi lên đầu quản thúc? Trong lúc nhất thời, giữa sân trầm mặc xuống. Dương Bách Xuyên không sốt ruột, nhưng anh vẫn thêm vào chút lửa, chậm rãi nói, các vị muốn biết tin tức về bí địa Trường Bạch và các cao thủ thiên tài của tông môn các vị năm đó, vậy mời vào trong Vân Môn Động Thiên, tôi sẽ kể lại tất cả mọi chuyện của năm đó cho mọi người trong Vân Môn Động Thiên. Vừa dứt lời, tất cả đều trợn trắng mắt, đây là dụ dỗ trắng trợn. Tất cả tông môn ở đây có ai không muốn biết chuyện năm đó? Ai không muốn biết rõ chuyện về những người biến mất năm đó? Tất cả đều là thiên tài của tông môn, năm đó biến mất làm cho các thế lực bị thương nặng. Lời nói lúc này của Dương Bách Xuyên có chút vô sỉ, nhưng lại bắt được tâm tư của mọi người. Sắc mặt của Thanh Hư Tử biến thành màu đen, trầm giọng nói, xin hỏi, ý của Dương Đạo Hữu là muốn tất cả tông môn chúng ta đều gia nhập vào Vân Môn của cậu. Vừa dứt lời, tất cả đều ồ lên, đồng thời cũng làm sắc mặt của mọi người trầm xuống, có chút khẩn trương nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe xong, nghĩ thầm trong lòng, tốt nhất là vậy. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ trong lòng, làm tất cả thế lực trong giới võ cổ gia nhập vào Vân Môn là chuyện không có khả năng. Mặc dù bọn họ là truyền thừa võ cổ giả, nhưng đều là tông môn có truyền thừa lâu đời, sao có thể nói bỏ là bỏ. Vì vậy Dương Bách Xuyên chỉ muốn những tông môn đó nghe theo hiệu lệnh của Vân Môn, như vậy trong tương lai có thể ứng phó với nguy hiểm đến từ Sơn Hải giới là đủ rồi. Nhìn Thanh Hư Tử, Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, Thanh Hư đạo trưởng lo lắng quá nhiều rồi, nói thật tôi không để vào mắt chút sức mạnh này của giới võ cổ. Nhưng, nếu nói đến mức này rồi tôi cũng không vòng vo, nói rõ luôn với các vị, chờ tôi nói xong các vị ra quyết định cũng không muộn. Nói đến đây, Dương Bách Xuyên dừng một chút, sau đó trầm giọng nói, lúc trước tôi kể về Sơn Hải giới, nghe qua có vẻ tráng lệ, nhưng trên thực tế, Sơn Hải giới đều là người tu chân. Người tu chân có tu vi giống như đồ đệ vương tông nhân của tôi nhiều như lông châu. Đúng rồi, thuận tiện nói cho các vị sự chênh lệch cảnh giới giữa người tu chân và võ cổ giả, luyện khí kỳ tương đương võ cổ giả ám kình, trúc cơ kỳ tương đương võ cổ tiên thiên, kim đan kỳ tương đương hư cảnh. Hơn nữa tôi cũng báo cho các vị, hư cảnh cũng chỉ có thể coi như cảnh giới chuẩn kim đan, cảnh giới kim đan chân chính phải vượt qua cửu thiên lôi kiếp. Đồng nghĩa với việc bị thiên lôi đánh một trận mới có thể coi như cảnh giới kim đan chân chính. Đồ đệ vương tông nhân của tôi vượt qua thiên kiếp, tu vi kim đan trung kỳ, các vị cũng chỉ nhìn thấy được một góc băng sơn trong bản lĩnh của cậu ta. Thực sự đánh lên, một kim đan sơ kỳ vượt qua thiên kiếp có thể đánh được 100 hoặc hơn 100 võ cổ giả hư cảnh, chuyện này rất bình thường. Vậy nên, tôi muốn nói cho các vị. Người tu chân bên Sơn Hải giới sớm muộn gì cũng tìm được thông đạo tiền vào địa cầu của chúng ta, đến lúc đó, việc này sẽ trở thành tai nạn cho địa cầu. Có lẽ các vị sẽ nói, cho dù người tu chân Sơn Hải giới đi vào địa cầu cũng sẽ không làm gì, sẽ không giết người vi vi. Tôi có thể đảm bảo với các vị, người tu chân Sơn Hải giới có thể chém giết lẫn nhau, có thể máu chảy thành sông vì lợi ích. Ở trong mắt bọn họ, phàm nhân chính là con kiến, chết bao nhiêu không quan trọng. Cuộc chiến giữa người tu chân còn tàn khốc hơn tưởng tượng của các vị gấp trăm ngàn lần. Tôi thề không hù dọa các người, tôi cũng không cần phải lừa các ngươi. Hôm nay tỏ thái độ với mọi người, không phải muốn thâu tóm các tông môn thế gia, tôi chỉ muốn chuẩn bị trước khi người tu chân tiến vào địa cầu. Dương Bách Xuyên này là người địa cầu, người thân bạn bè của tôi đều ở đây, vì vậy tôi không muốn có một ngày quê quán của tôi, người thân bạn bè của tôi bị người tu chân tàn hại. Vì vậy tôi muốn bảo vệ quê nhà. Ép các vị tỏ thái độ, nói trắng ra muốn thống nhất hệ thống vũ lực địa cầu, đừng để đến lúc đó thực sự có người sẽ dẫn đường cho người tu chân về tai họa quê nhà. Tôi cũng nhấn mạnh một lần, sau này Vân Môn muốn thống lĩnh vũ lực địa cầu, người nghe theo hiệu lệnh sắp xếp chính là minh hữu của Vân Môn, ngược lại sẽ thành kẻ địch của Vân Môn. Dương Bách Xuyên nói xong một câu cuối cùng, âm thanh rét lạnh tràn ngập sát khí. Lời nói đã nói rõ, chỉ xem những người này suy nghĩ như thế nào, có muốn nể tình hay không. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, sắc mặt của tất cả võ cổ giả đều nặng nề, nếu lời của Dương Bách Xuyên là thật, với thực lực hiện tại của Vân Môn, thực sự có thể thống nhất toàn bộ giới võ cổ, ngồi xuống vị trí minh chủ võ lâm. Nhưng bị người quản chế cũng rất khó chịu trong lòng.
Có vài người trong những người này đã làm bá vương cả đời, sao có thể thần phục vì dăm ba câu nói của Dương Bách Xuyên? Chờ Dương Bách Xuyên nói xong, có người nhảy ra ngoài. Hừ, nhóc con miệng còn hôi sữa, lúc ông mày tung hoành giang hồ mày còn đang chơi bùn, làm ra một vài trò vặt vãnh chướng mắt cũng muốn lừa dối người khác, thực sự là trò cười. Hôm nay ông mày sẽ xé rách thủ thuật che mắt của mày, để xem mày ăn nói như thế nào. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên ăn mặc quần áo đại hán, trên đầu thắt bím tóc, tính tình nóng nảy, trực tiếp lên tiếng mắng chửi. Người này là một trưởng lão trong tám miêu trại, năm đó ở bí địa Trường Bạch, Dương Bách Xuyên giết chết thánh thủ miêu trại. Chỉ tiếc năm đó tin tức Dương Bách Xuyên đại sát bốn phương ở bí địa Trường Bạch không được tiết lộ ra ngoài bởi vì bí địa Trường Bạch bị hỏng, nếu không tên trưởng lão miêu trại này sẽ không nói như vậy. Ở trong mắt người này, cánh cửa trên núi, bao gồm đồ đệ có thể ngự kiếm phi hành trong miệng Dương Bách Xuyên đều là thủ thuật che mắt người khác. Ở giới võ cổ cũng tồn tại một vài nghĩa sĩ có thể dùng được một vài thủ thuật che mắt mà người thường không thể hiểu được, nhưng ở trong mắt tên trưởng lão miêu trại này, mấy thứ đó đều là trò vặt vãnh. Nghe thấy Dương Bách Xuyên làm mọi người thần phục, ông ta là người đầu tiên không nhịn được nhảy ra ngoài. Dương Bách Xuyên nghe vậy bật cười, anh biết muốn để cho mấy lão cáo già trong giới võ cổ thần phục sẽ không dễ dàng, vừa lúc có người nhảy ra, nhìn qua có thể là người của tông phái đối địch ở núi Trường Bạch năm đó. Vừa lúc có thể lấy để lập uy. Trong lòng ra hiệu cho Ngô Mặc Thu, Dương Bách Xuyên trừng mắt hét lớn, ngông cuồng. Ngay sau đó tất cả mọi người đều đổ mồ hôi, chỉ nghe thấy Dương Bách Xuyên hô to một tiếng, trưởng lão hư cảnh của miêu trại kêu la thảm thiết, thân thể bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. A phụt! Bịch! Tên trưởng lão miêu trại này văng ra xa mười mấy mét, hộc máu, thân thể nện mạnh vào quảng trường, phát ra âm thanh va chạm nặng nề. Phá vỡ đá cẩm thạch trên quảng trường. Ở trong mắt các võ cổ giả, trưởng lão miêu trại bị một ánh mắt của Dương Bách Xuyên chừng bay. Mọi người đều biết Vân Môn cường đại, nhưng không thực sự chứng kiến nên không chấn động tâm linh mấy. Nhưng trong khoảnh khắc này, linh hồn đã bị đánh sâu vào. Đường đường là một cường giả hư cảnh, ít nhất ở trong mắt võ cổ giả là cường giả lại bị một cái chừng mắt và tiếng hừ lạnh của Dương Bách Xuyên đánh bay ngược ra ngoài, hộc máu. Sau khi vị trưởng lão miêu trại này ngã xuống đất, mọi người đi qua xem, trong lòng chấn động. Tu vi của trưởng lão miêu trại đã bị phế đi. Chuyện này. Lúc này mọi người đều hóa đá, khi nhìn về phía Dương Bách Xuyên, ánh mắt thay đổi, một vài người nhát gan đã bắt đầu không nhịn được run rẩy. Cũng hiểu biết rõ hơn về thực lực và sự thần bí của Dương Bách Xuyên. Thử hỏi thủ đoạn như vậy ai có thể địch nổi? Dương Bách Xuyên thu hết biểu tình của mọi người vào trong mắt, âm thầm vừa lòng, âm thầm nhếch ngón tay cái lên với Ngô Mặc Thu. Những người ở đây lại không biết anh đã mất đi tu vi, không đánh lại được ai cả. Một ánh mắt chừng bay trưởng lão miêu trại đều do Ngô Mặc Thu đang ẩn thân làm thay anh, giúp anh ra vẻ. Sự làm màu vô hình thuộc về chính tông. Tục ngữ nói rất đúng, làm màu vô hình chí mạng nhất. Cảnh tượng lúc này đã hoàn mỹ thuyết minh những lời này. Dương Bách Xuyên khụ khụ hai tiếng, nói, không cần cậy già lên mặt, nếu không phải hôm nay là ngày trọng đại của Vân Môn chúng tôi, cộng thêm mặt mũi của các vị đồng đạo, chắc chắn ngày sẽ không tha nhẹ cho ông. Mọi người đều khinh bỉ những lời này của Dương Bách Xuyên, đã phế bỏ tu vi của ông ta, lại còn không tha nhẹ. Còn vì mặt mũi của chúng ta? Hừ, con mẹ nó đây là đang giết gà dọa khỉ. Ai không nhìn ra được. Một đám võ cổ giả mắng to ở trong lòng. Tất nhiên hiện tại cũng chỉ có thể mắng Dương Bách Xuyên một hai câu ở trong lòng, ngoài miệng lại không dám đắc tội với người nào đó. Dễ dàng phế bỏ một hư cảnh, ai còn dám không cho Dương Bách Xuyên mặt mũi. Lúc này trong lòng Thanh Hư Tử rất khổ sở, tất cả mọi người đều nhìn về phía trưởng giáo Côn Luân là ông ta, chờ ông ta ra quyết định. Nhưng nên quyết định như thế nào? Thật sự muốn thần phục Dương Bách Xuyên, từ đây nghe lệnh Vân Môn sai khiến, gọi đến thì đến đi thì đi. Nhưng không thần phục thì trưởng lão miêu trại là ví dụ sống, ai có thể đánh được một người chỉ dùng một ánh mắt phế bỏ tu vi người khác chứ? Làm trưởng giáo Côn Luân, Thanh Hư Tử biết lúc này nên đưa ra lựa chọn, nhưng trong lòng trước sau không dám. Cuối cùng đánh bạo, chuẩn bị hỏi một câu,
ông ta tin tưởng Dương Bách Xuyên và Lôi Đình sư huynh nhà mình còn có một đoạn sâu xa, không đến mức làm gì mình. Hít một hơi thật sâu, Thanh Hư Tử nhìn Dương Bách Xuyên hỏi, Dương đạo hữu muốn chúng ta thần phục Vân Môn, có phải hay không nếu thực sự người tu chân Sơn Hải giới đến tai họa địa cầu, chúng ta chính là con tốt. Thanh Hư Tử trực tiếp hỏi ra vấn đề mọi người quan tâm nhất. Thật ra đến bây giờ, mọi người đều là kẻ tinh danh, nhìn ra được Vân Môn thế mạnh, ở trong giới võ cổ thờ phụng pháp tắc kẻ mạnh làm vua, làm mọi người thần phục Vân Môn cũng không phải không thể, chỉ sợ đám tông môn bọn họ bị đẩy ra làm con tốt. Dương Bách Xuyên ngây ra một lúc, không nghĩ đến Thanh Hư Tử sẽ hỏi như vậy, anh thật sự sẽ không làm loại chuyện này, nhưng nghĩ lại, cũng hiểu rõ sự lo lắng của bọn họ. Ở trong cuộc chém giết của người tu chân, vũ lực của võ cổ giả không đủ nhìn, đến lúc đó vì bảo toàn Vân Môn, Dương Bách Xuyên sẽ đẩy bọn họ ra làm con tốt, chuyện này cũng không phải không thể xảy ra. Anh tự nhận mình không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Hơi mỉm cười, nói tôi có thể thề, nếu thế lực võ cổ giả nghe theo sự điều khiển của Vân Môn, nếu thực sự có một ngày như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đẩy mọi người ra làm con tốt. Dương Bách Xuyên tôi sẽ không làm vậy. Lúc trước cũng nói, mọi người ngưng tụ thành một sợi dây thừng, chỉ để ứng phó với đại chiến tu chân sẽ xảy ra trong tương lai, vì để bảo vệ ngôi nhà nhiều thế hệ này của chúng ta. Lo lắng của các vị hoàn toàn dư thừa, hơn nữa tôi có thể thề với mọi người, tôi chỉ muốn thống nhất giới võ cổ, cũng không phải thâu tóm truyền thừa của các vị. Mặt khác khu vực bên ngoài Vân Môn Động Thiên, có thể mở ra với các đồng mình. Mỗi một thế lực có trăm danh ngạch, thời gian tu luyện cho mỗi vị đệ tử của tông môn các vị là một năm. Sau một năm, người xuất sắc nhất sẽ được Vân Môn cho miễn phí đan dược, như vậy mới có thể giúp mọi người cùng tiến bộ. Lúc trước tôi cũng nói, đệ tử ám kình tu luyện trong đó một năm, chỉ cần tư chất không kém, không khó để bước vào ám kình tiên thiên, sau khi các vị đi vào Vân Môn Động Thiên sẽ biết lời nói của tôi là thật hay giả. Hiện tại các vị tự đưa ra lựa chọn, nguyện ý làm đồng minh với Vân Môn có thể đi vào Vân Môn Động Thiên, không muốn tôi cũng không miễn cưỡng, cũng không làm khó bất cứ ai. Nhưng nếu sau này có việc, các đồng minh có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, các vị đồng đạo tự mình lựa chọn đi. Lúc này Dương Bách Xuyên không nói nữa, chờ những người này đưa ra quyết định. Đám người Thanh Hư Tử nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, đôi mắt của bọn họ bắt đầu tỏa sáng. Nếu Dương Bách Xuyên thề sẽ không đẩy các tông môn bọn họ ra làm con tốt, vậy mọi người cũng không còn băn khoăn gì nữa. Quan trọng hơn, điều kiện Dương Bách Xuyên đưa ra quá mê người, gần như không có bất cứ sức chống cự nào, mỗi một thế lực có 100 danh ngạc tu luyện một năm trong Vân Môn Động Thiên, hơn nữa sau một năm, người xuất sắc nhất có thể có được đan dược của Vân Môn. Thực sự là chuyện tốt, bầu trời rất bánh có nhân, điều Dương Bách Xuyên cần là làm mọi người coi Vân Môn là vua. Loại cách làm này của anh cũng rất phúc hậu, giúp các tông môn thế lực tăng lên thế lực, ai không muốn. Nếu không đồng ý thực sự không biết điều. Nghĩ đến đây đã có một vài thế gia võ cổ không kiềm chế được tiến lên hỏi, xin hỏi Dương môn chủ, tôi và thế gia võ cổ của tôi có tư cách đi vào Vân Môn Động Thiên không? Dương Bách Xuyên cười nói, tất nhiên có thể, cánh cửa của Vân Môn không phân biệt lớn nhỏ, đối xử bình đẳng. Người nói chuyện chỉ là một gia chủ của thế gia võ cổ Mạt Lưu, đối với tiểu gia tộc như bọn họ, nếu có thể leo lên cây cổ thụ như Vân Môn, sau này có khả năng sẽ đẩy gia tộc lên một độ cao huy hoàng. Nếu dựa theo tình trạng hiện tại của bọn họ, muốn tiến thêm một bước thực sự không có bất cứ khả năng nào, tài nguyên của giới võ cổ đều được các tông môn cổ xưa và các thế gia võ cổ cường đại khống chế trong tay, làm gì đến lượt tiểu gia tộc như bọn họ. Đối với những tiểu gia tộc như bọn họ, những lời này của Dương Bách Xuyên thực sự là phúc âm thăng chức, chỉ cần có thể làm đệ tử gia tộc tiến vào Vân Môn Động Thiên tu luyện, thật sự có thể làm ám kình hóa tiên thiên, cho dù làm con tốt cho Vân Môn bọn họ cũng nhận. Vì vậy vị gia chủ tiểu gia tộc này vừa nghe Dương Bách Xuyên nói đối xử bình đẳng, lập tức khom người ôm quyền nói, Đông Nam Tử gia nguyện ý cùng tiến cùng lùi với Vân Môn, nghe theo hiệu lệnh của Vân Môn, cúc cung tận thủy. Người đầu tiên mở miệng tỏ thái độ chính là một khởi đầu tốt. Dương Bách Xuyên nở nụ cười thân thiết nâng người này dậy nói, từ gia chủ khách khí, mang theo đệ tử của các vị đi vào đi. Nói xong, tạm dừng một chút rồi nói, tôi thấy từ gia chủ là ám kình đỉnh phong, cách tiên thiên một bước. Nếu vậy, trước khi đi tôi ban cho ông một viên đan dược,
đảm bảo giúp ông đột phá tiên thiên. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Từ gia chủ ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần, suýt chút nữa quỳ xuống, tiên thiên, là một đạo đại quan của võ cổ giả, ông ta đã dừng lại ở ám kình đỉnh phong 10 năm, Dương Bách Xuyên giúp ông ta đột phá tiên thiên, bảo ông ta làm trâu làm ngựa cũng nhận. Ngàn ân vạn tạ một lúc mới rời đi. Cảnh tượng này của Từ gia làm cho các thế gia võ cổ còn lại không ngồi yên được, sôi nổi tiến lên biểu đạt ý nguyện phụng hiến cho Vân Môn, một đám thể thốt hứa hẹn. Đáng tiếc Dương Bách Xuyên không cho đan dược, người đầu tiên vĩnh viễn ăn được cua lớn, ai bảo các người không tỏ thái độ sớm đâu. Mấy tông môn cổ xưa thấy đại thế đã mất, cũng nhìn ra được, nếu coi Vân Môn là người đứng đầu sớm, nói không chừng còn có thể vớt được một chút chỗ tốt từ trong tay Dương Bách Xuyên. Nếu không phối hợp, có lẽ sẽ bị Dương Bách Xuyên làm khó dễ, như vậy ngày sau sẽ rất khổ sở. Vì vậy không cân nhắc nữa, Thanh Hư Tử Côn Luân thở dài, cúi đầu, các nhà phía sau cũng đều thần phục. Đến lúc này mục đích của Dương Bách Xuyên đã đạt được, người Miêu trại bị Dương Bách Xuyên hạ lệnh mời đi ra ngoài, các thế lực khác không ai rời đi, tất cả đều đi vào Vân Môn Động Thiên. Vân Môn thành công trở thành vua. Đối phó xong võ cổ giả, Dương Bách Xuyên chuyển ánh mắt lên trên mấy người phụ nữ của mình. Lúc này trong lòng của Dương Bách Xuyên vô cùng đắc ý, ánh mắt của người trong nhà đã tràn ngập không thể tưởng tượng. Dương Bách Xuyên cười đi qua lễ phép chào hỏi mời bọn họ đi cùng anh đến Vân Môn Động Thiên. Ngay cả mẹ của Ninh Kha cũng không chút chậm trễ, đối xử bình đẳng. Điều này làm cho Ninh Kha rất cảm động, nhìn về phía Dương Bách Xuyên với ánh mắt tràn đầy tình yêu, cô biết Dương Bách Xuyên làm vậy vì không muốn làm cô khó xử. Đối với sự tồn tại của La Phù Động Thiên, toàn bộ Vân Môn chỉ có Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu biết, từ lúc trở về Dương Bách Xuyên vẫn chưa nói cho bất cứ ai. Bao gồm mấy người phụ nữ và bà nội cũng không biết. Ngay sau đó đỡ bà nội và dẫn theo mấy người phụ nữ cùng với người nhà của các cô đi vào Vân Môn Động Thiên. Nhìn ra được hôm nay bọn họ đều bị chấn động nặng với thủ đoạn của anh, ngoại trừ người nhà của Độc Cô Vô Tình, Triệu Nam, người nhà họ Vương là võ cổ giả, biểu tình còn tốt chút. Mấy nhà khác, cho dù ba mẹ của Ninh Kha cũng không thể tin tưởng, bao gồm ba mẹ của Bộ Thanh Mai, Lâm Hoan, Viên Kim Phượng cũng bị chấn động nặng. Người nhà của mấy người phụ nữ, ngoại trừ mẹ của U Dương Ngọc Thanh không đến, những người khác đều đến đông đủ. Lúc này bọn họ mới biết được thì ra con rể của mình lợi hại như vậy. Dương Bách Xuyên thu hết biểu tình của mấy nhà vào trong mắt, cười thầm trong lòng, đợi một lát nữa đi vào Vân Môn Động Thiên sẽ làm bọn họ thể nghiệm một chút cái gì là chấn động. Lúc đỡ bà nội đi vào Vân Môn Động Thiên, bà nội cũng không thể tin được, hôm nay được chứng kiến năng lực thần bí của cháu trai, vô cùng vui vẻ nhỏ giọng nói, nhóc con thối, con muốn làm cái gì? Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, ha ha, bà nội, muốn để người mấy nhà tiếp thu con rể này, tiếp thu con và các cô ấy kết hôn, chắc chắn phải đánh vỡ tư duy thường nhân của bọn họ. Hôm nay cháu trai của bà sẽ đảm đương thần tiên trong mắt người thường một lúc, như vậy chuyện lớn mới thành được. Chỉ có nhóc quỷ nhà con nhiều chủ ý xấu, nếu sớm có lương sách, không nói cho bà nội, hại bà nội lo lắng. Nói xong đánh nhẹ lên tay của Dương Bách Xuyên một cái. Là cháu sau, không phải con đang dẫn bà đi tham quan hậu hoa viên nhà con hay sao? Ha ha, Dương Bách Xuyên cười nói. Nghe cháu trai nói vậy, bà nội cười mắng một tiếng, cũng không hỏi nhiều, biết cháu trai của mình trưởng thành. Đối với quang cảnh bên trong cánh cửa kia, bà cũng tràn ngập chờ mong, chỉ mong đồ vật mà cháu trai bày ra cho người nhà mấy cô nhóc xem có thể làm bọn họ tiếp nhân hôn sự của cháu trai. Bước vào Vân Môn Động Thiên. Sau đó hơi choáng váng, mọi người lại lần nữa mở mắt ra. Sau đó bị chấn động mạnh. Chỉ thấy trên đỉnh đầu ngôi sao treo đầy phía chân trời, một dải ngân hà lộng lẫy. Rõ ràng là ban ngày lại nhìn thấy được sao trời, rất quái dị. Ở trong tầm mắt là núi lớn mênh mông vô bờ, rừng cây dày đặc, từng cây đại thụ che trời xông thẳng lên tầng mây. Từng cây cối hoa cỏ bừng bừng sinh cơ. Dường như không giống như bọn họ từng gặp qua. Nhìn ra xa, cung điện cổ kính lấp lánh sáng lên, tràn ngập sắc thái thần bí. Không khí thanh mát chui vào khoang mũi hít sâu một hơi, thực sự làm 3.600 lỗ chân lông trên người mở rộng ra. Giống như hô hấp một ngụm không khí có thể thọ thêm một năm.
Đây là tiên cảnh, hay ảo cảnh? Tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Trong đó 500 đệ tử Vân Môn đi vào đầu tiên, dưới sự sắp xếp của Vương Tông Nhân, tất cả an tĩnh vô cùng thành kính đi vào cung điện gác mái trong những đám mây, nơi bọn họ đi vào chính là thiên cung. Các võ cổ giả của các tông môn đi vào sau lại bị hạn chế ở một khu vực nhất định, dù sao cũng không phải là đệ tử Vân Môn, không thể bước vào khu vực cung điện gác mái. Dương Bách Xuyên dẫn theo mấy nhà vào sau, ba mẹ của Bộ Thanh Mai, Lâm Hoan, Viên Kim Phượng, Ninh Kha suýt chút nữa hóa đá. Đây là tiên cảnh sao? Đây là thiên cung. Là tiên sơn của thần tiên. Đây là... Người nhà của mấy người phụ nữ đều không nhịn được thốt lên. Dương Bách Xuyên nhìn vẻ mặt khiếp sợ của bà nội, cười hì hì nói, bà nội thấy thế nào? Sau này nơi này chính là hậu hoa viên nhà chúng ta. Bà nội phục hồi lại tinh thần, nhìn thoáng qua biểu tình của người nhà của mấy cháu dâu, mỉm cười nói, có vẻ hôm nay hôn sự của cháu trai bà có thể thành công rồi, đợi lát nữa bà nội sẽ tìm cơ hội nói. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, bà nội, trước không nóng nảy, cháu còn có chiêu sau chưa triển khai, đợi lát nữa đến cung điện nhà chúng ta, bà lại mở miệng nói cũng được. Núi cao như vậy, bà nội không thể đi lên. Bà nội nhìn độ cao này cùng với cung điện gác mái cao mấy ngàn mét, lắc đầu cười nói. Dương Bách Xuyên cười nói, ha ha, bà nội xem cháu làm ảo thuật. Cung điện gác mái phía xa chính là Tam Cung Lục Viện La Phù, Dương Bách Xuyên muốn dẫn bà nội và người nhà của mấy người phụ nữ cùng với các cô đi đến cung điện. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên nói, lão quỷ, chuẩn bị tốt chưa? Mặc dù không có tu vi trong người. Nhưng ở La Phì Động Thiên, hoặc nói cách khác hiện tại là Vân Môn Động Thiên, Dương Bách Xuyên chính là thần, một ý niệm có thể khống chế tất cả mọi thứ trong Vân Môn Động Thiên. Sau khi tiến vào liền liên hệ với lão quỷ, làm ông ta tìm kiếm một vài loài chim bay khổng lồ có vẻ ngoài đẹp làm vật cưỡi, dẫn đám người bà nội đi tham quan Tam Cung Lục Viện. Bẩm thiếu chủ, tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa. Âm thanh của lão quỷ vang lên trong đầu của Dương Bách Xuyên. Được. Chuẩn bị tốt, nghe theo hiệu lệnh của ta, nhớ kỹ trong những người này có cả người thường, không thể xảy ra sự cố. Dương Bách Xuyên giao lưu với lão quỷ ở trong lòng. Thiếu chủ nhân yên tâm, lão hủ tự mình khống chế loài chim bay trong động thiên, đảm bảo an toàn. Lão quỷ bảo đảm với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thầm gật đầu, thật ra anh có thể tự khống chế loài chim bay, nhưng hơn nửa người nhà là người thường nên dứt khoát làm lão quỷ âm thầm trợ giúp. Toàn bộ Vân Môn Động Thiên có vô số chim bay cá nhảy, thậm chí có cả yêu thú cường đại, hiện tại mấy thứ này chính là tài sản tư nhân của Dương Bách Xuyên, có thể thuyên chuyển bất cứ lúc nào. Sau đó Dương Bách Xuyên lớn tiếng hét lên về phía chân trời, lấy tên của ta, loài chim bay Động Thiên nhanh chóng tiến đến. Tiếng gầm này vừa vang lên, tất cả mọi người bị kinh động. Tất cả đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên, không biết anh có ý gì. Không lẽ nơi này còn có sinh linh khác? Đây là suy đoán trong lòng mấy võ cổ giả kia. Người bên người của Dương Bách Xuyên cũng có chút buồn bực, không rõ Dương Bách Xuyên muốn làm gì. Trong lúc tất cả mọi người đang nghi hoặc, phía chân trời đằng xa truyền đến từng tiếng thét dài. Quác quác! Mọi người kinh sợ. Chỉ thấy phía chân trời xuất hiện từng con chim lớn màu trắng, thân hình cao tầm 8-9 mét, dương cánh phi hành che trời. Mọi người đếm được có tổng 10 con chim to thuần trắng. Một đám nhìn loài chim bay khổng lồ bay đến, bị dọa ngây người. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, các vị không cần sợ hãi, loài chim bay này là tôi nuôi, sẽ không đả thương người, tính tình rất hiền. Thật ra chính anh cũng không biết loài chim có bộ dáng như bạch hạc này có hiền hay không, nói vậy chỉ để làm mồi thôi. Trong lòng nói với lão quỷ, phải nắm chắc đó. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, tất cả mọi người đều thả lòng. Nhưng lại càng thêm kính sợ Dương Bách Xuyên, không nghĩ đến loài chim bay khổng lồ như vậy là thú cưng do Dương Bách Xuyên nuôi. Chỉ trong nháy mắt, từng con chim như được huấn luyện có trật tự dừng trước mặt Dương Bách Xuyên, hơn nữa ngoan ngoãn quỳ xuống gật đầu với Dương Bách Xuyên, trong miệng phát ra từng tiếng kêu mềm nhẹ. Cảnh tượng này lại làm trong lòng của mọi người xông cuộn biển gầm. Dương Bách Xuyên nhìn loài chim bay này, nói với mấy người phụ nữ có tu vu, bọn em giúp chú gì đi lên lưng chim,
chúng ta đi sang cung điện bên kia. Vừa dứt lời, mấy người phụ nữ đều kích động đi lên. Bên phía võ cổ giả, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, có vài người hận mình không phải người của Vân Môn. Đám người võ cổ giả đều vô cùng hâm mộ, mấy cung điện gác mái bên xa kia giống như tiên cung, đáng tiếc chỉ có người của Vân Môn mới có thể đi vào. Sau khi Dương Bách Xuyên triệu hoán loài chim bay, tất cả mọi người đều rất kích động, đây là lần đầu tiên mọi người tiếp xúc đến loài chim khổng lồ như vậy. Còn người nhà của mấy người phụ nữ đều đang chìm trong chấn động, được mấy người phụ nữ đỡ lên lưng loài chim bay. Lưng mỗi con chim có thể chứa 5, 6 người. Dương Bách Xuyên vẫn có chút không yên tâm, nhờ Lục Tuyết Hy cũng hỗ trợ, Yêu Cầm Vương Huyền Cơ và Triệu Trường Sinh đều đã đi trước. Hai ông già vô cùng kích động trong lòng. Bọn họ càng ngày không nhìn thấu được Dương Bách Xuyên. Trong ánh mắt ghen tị hận của các võ cổ giả, đám người Dương Bách Xuyên cưỡi chim bay về phía tiên cung. Con chim dẫn đầu chậm rãi hạ xuống, dừng lại trước cung tu đạo, khi mọi người bình an xuống đất Dương Bách Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may tất cả đều an toàn. Sau đó nói với mọi người, nơi này là tam cung lục viên của Vân Môn Động Thiên, chỗ này là cung tu đạo, hiện tại mọi người có thể tham quan tùy ý. Lúc này bà nội lấy lại tinh thần, cười nói với Dương Bách Xuyên, cháu đi làm chuyện của cháu đi, tiếp theo để mọi việc cho bà. Dương Bách Xuyên cười ha ha, biết bà nội muốn rèn sắt khi còn nóng, bàn bạc chuyện hôn sự với mấy nhà khác. Bà nội vất vả, vậy cháu chờ tin tốt của bà. Đi thôi. Dương Bách Xuyên dẫn mấy người phụ nữ và đám người Lục Tuyết Hy, Lưu Tích Kỳ, em gái Dương San San và đồ đệ Vương Tông Nhân đi đến Điện La Phù trước. Điện La Phù là nơi quan trọng nhất của Động Thiên, cũng là cung điện ẩn giấu bên ngoài Tam Cung Lục Viện, anh sẽ không làm người ngoài đi vào. Chỉ có chính mình mới có thể đi vào, ngay cả Vương Huyền Cơ, ba và ông nội của Triệu Nam cũng không dẫn vào. Để bà nội và mấy nhà khác nói chuyện với nhau, còn anh dẫn mọi người đi vào Điện La Phù, trong Điện La Phù có pháp khí, Dương Bách Xuyên cho mọi người chọn lựa pháp khí. Điện La Phù mới là trung tâm chân chính. Nội tình mấy vạn năm của La Phù nằm hết trong Điện La Phù, pháp khí, phương pháp luyện đan, kỳ văn bí điển, công pháp chiến tích đều có hế, còn có một vài thứ Dương Bách Xuyên chưa gặp qua. Mấy thứ đó là đồ Dương Bách Xuyên để lại cho Vân Môn, tương lai Vân Môn xảy ra chuyện gì, có thiên tài địa bảo chống đỡ, cho dù phát triển trên địa cầu, đợi thêm mấy chục mấy trăm năm sau cũng không hề kém cỏi so với tông môn tu chân giới. Anh có thể đợi địa cầu, nhưng sẽ không ở cả đời. Dù sao cuối cùng cũng phải quay về tu chân giới, thậm chí bước tiếp theo là thế giới tu chân chân chính. Vì anh mà sư phụ hoàn toàn ngủ say, Dương Bách Xuyên muốn làm sư phụ thức tỉnh ở địa cầu hay sơn hải giới cũng có chút khó khăn. Biện pháp duy nhất để sư phụ thức tỉnh là thăng cấp Hồ Càn Khôn, nhưng khẩu vị của Hồ Càn Khôn càng ngày càng xảo quyệt, chỉ có đi đến tu chân giới tìm kiếm cơ duyên để Hồ Càn Khôn thăng cấp, như vậy mới có khả năng làm sư phụ tỉnh lại. Lần này dẫn mấy người phụ nữ cùng mấy người Lưu Tích Kỳ, em gái đi vào Điện La Phù, đầu tiên là để bọn họ lựa chọn pháp khí, thứ hai là để bọn họ quan sát điển tịch La Phù, có chút hiểu biết về Sơn Hải Giới. Lần sau đi vào Sơn Hải Giới anh sẽ dẫn theo các cô, sẽ không bao giờ tách ra. Chờ mọi người đi theo Dương Bách Xuyên tiến vào Điện La Phù, Dương Bách Xuyên nhìn các cô nói, nơi này là La, Điện Vân Môn, cũng là nơi trung tâm của Vân Môn Động Thiên. Sau này ngoại trừ người thân ra, chỉ có đệ tử trung tâm và có công với Vân Môn mới có thể mở ra Điện Vân Môn. Bên này là các loại điển tích, bên kia là pháp khí, sau này mọi người sẽ tu luyện ở đây, mỗi người có thể lựa chọn pháp khí và thần thông chiến kỹ của mình. Mấy người nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, tất cả đều rất kích động, đều không khách khí, trông mòn con mắt với các loại pháp khí trôi nổi trong Điện La Phù. Chờ sau khi mọi người đều đi chọn pháp khí, Dương Bách Xuyên lại phát hiện Lục Tuyết Hy không động, ngược lại ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía giữa Điện La Phù. Giữa Điện La Phù là đồ vật Dương Bách Xuyên không được động vào, đây là đồ vật La Phù Đạo Quân để lại cho hậu nhân. Lúc trước chấp niệm của Đạo Quân nói cho Dương Bách Xuyên, cái hộp này chỉ có huyết mạch của ông ấy mới có thể mở ra. La Phù Đạo Quân đưa ra phương pháp ra vào Tam Cung Lục Viện, điều kiện là Dương Bách Xuyên tìm giúp hậu nhân của ông ấy. Nhưng cũng không nhất định còn tồn tại, chỉ tìm 3 năm, nếu 3 năm không tìm thấy, vậy từ bỏ.
Vì vậy La Phù đạo quân để lại một giọt tinh huyết cho Dương Bách Xuyên để làm bằng chứng tìm kiếm hậu nhân của ông ấy. Nhìn thấy đôi mắt của Lục Tuyết Hy nhìn chằm chằm di vật của La Phù đạo quân, Dương Bách Xuyên cho rằng Lục Tuyết Hy coi trọng cái hộp này, đi đến bên cạnh cô, trêu ghẹo, đừng nhìn, cái hộp này là di vật của chủ nhân động thiên này, bên trong là chí bảo, nhưng ngay cả tôi cũng không mở ra được. Cô có thể đi tìm pháp khí khác, bên kia có ba phòng linh bảo, những người khác tạm thời không dùng được, cô có thể đi chọn một cái. Tôi cảm giác vận mệnh chú định cái hộp kia đang triệu hoán tôi, Lục Tuyết Hy vẫn nhìn chằm chằm cái hộp kia, nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy cười nói, sao có thể? Còn chưa nói xong, Dương Bách Xuyên đột nhiên dừng lại, anh thấy bộ dạng của Lục Tuyết Hy không giống đang nói đùa, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, dường như cái hộp kia đang triệu hoán cô vậy. Nghĩ đến đây đột nhiên trong đầu của Dương Bách Xuyên xẹt qua một ý nghĩ. Nghĩ thầm trong lòng, không phải chị em nhà họ Lục là hậu nhân của La Phù đạo quân chứ? Điều này rất có khả năng là thật, anh nhớ rõ trước kia sư phụ từng nói, thỉnh thoảng ở tu chân giới sẽ có một vài di vật hoặc linh vật, chỉ cần có quan hệ với chủ nhân lúc sinh thời hoặc hậu nhân, phần lớn sẽ có cảm ứng. Hiện tại Lục Tuyết Hy nói cô cảm thấy hình như cái hộp kia đang triệu hoán cô. Có thể hay không chị em họ Lục là hậu nhân của La Phù đạo quân? Trên thế gian thường có liên hệ vô hình, vận mệnh chú định có sự vận chuyển của thiên đạo. Lúc trước anh đi vào núi La Phù, trong nhiều người lại cố tình chỉ có anh tiến vào được văn bia, gặp được chấp niệm của La Phù đạo quân, đến cuối cùng trở thành chủ nhân mới của La Phù động thiên. La Phù đạo quân lừng lẫy mấy vạn năm trước lại nhờ anh hỗ trợ tìm kiếm hậu nhân, cách mấy vạn năm, nói không chừng hậu nhân của ông ấy đã diệt sạch, nhưng cố tình chấp niệm của La Phù đạo quân lại có thể tồn tại mấy vạn năm, anh lại đồng ý với điều kiện của ông ấy. Tất cả mọi chuyện nhìn như trùng hợp. Nhưng sao tránh khỏi ý trời? Lúc trước anh gặp gỡ chị em họ Lục sao lại không phải ý trời? Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên càng chắc chắn khả năng này. Lập tức lấy ra tinh huyết của La Phù đạo quân, lúc trước La Phù đạo quân từng nói, chỉ cần là hậu nhân của ông ấy, lấy ra tinh huyết của ông ấy, trong vòng 100 mét tinh huyết sẽ nổ vang. Anh vẫn luôn đặt tinh huyết này trong không gian hồ Càn Khôn, bây giờ lấy ra, muốn thử xem. Nhớ chị em họ Lục thật sự là hậu nhân của La Phù đạo quân. Đừng quên chị em họ Lục đến từ Sơn Hải giới. Thế gian có một số việc thật sự không thể nói rõ, vận mệnh được thiên đạo vận chuyển, ai cũng không nói rõ được thiên đạo có dạng gì, nhưng đối với người tu chân, thiên đạo thực sự tồn tại. Giống như vận mệnh đã được an bài. Khi Dương Bách Xuyên lấy ra tinh huyết của La Phù đạo quân, lập tức mở to hai mắt. Phác, thật sự là thật. Chỉ thấy năng lượng trong suốt được đạo quân phong ấn trong tinh huyết tỏa ra ánh sáng. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm di vật của La Phù đạo quân, lúc này cái hộp kia đột nhiên rung lên. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Dương Bách Xuyên nhìn tinh huyết trong tay, không kìm được nói, đây là sức mạnh huyết mạch. Lục Tuyết Hy vừa dứt lời, tinh huyết của La Phù đạo quân bay vèo đến giữa trán của Lục Tuyết Hy. Thân thể của Lục Tuyết Hy chấn động mạnh. Ánh sáng màu trắng sữa hơi hiện lên, nhắm mắt lại. Dương Bách Xuyên biết anh tìm được hậu nhân của La Phù đạo quân nhưng lại không nghĩ đến lại là chị em họ Lục. Nhìn Lục Tuyết Hy nhắm mắt đứng tại chỗ, Dương Bách Xuyên cảm thán trong lòng, nói thầm, quả nhiên là vận mệnh đã được sắp xếp, La Phù đạo quân thực sự là thân, không lẽ ông ấy đã tính trước được hậu nhân ở bên cạnh mình. Động tĩnh bên này thu hút ánh nhìn của những người khác. Dương Bách Xuyên biết lúc này Lục Tuyết Hy đang hấp thu tinh huyết của đạo quân, sợ những người khác quấy rầy, vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người im lặng, nên làm gì thì làm tiếp đi. Vẫn chưa yên tâm, đang định nhờ lão quỷ bố trí một đạo cấm chế, không nghĩ đến Lục Tuyết Hy dưng dưng mở mắt. Cô, Dương Bách Xuyên nhìn Lục Tuyết Hy hay phải nói là hai chị em bọn họ, anh muốn giải thích lai lịch của tinh huyết này nhưng lại bị cô ta cắt ngang. Chúng tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Hai chị em tôi là con cháu của đạo quân. Đây là câu đầu tiên Lục Tuyết Hy thốt lên khi hai mắt vẫn đang ướt đẫm nước mắt. Sau đó cô ta tiếp tục nói với Dương Bách Xuyên, chúng tôi muốn lấy thứ kia. Dứt lời, cô ta chỉ vào cái hộp của La Phù đạo quân. Chuyện đã rõ ràng, hai chị em nhà họ Lục là con cháu của La Phù đạo quân, huyết mạch dung hợp đã chứng minh điều đó. Các cô muốn lấy cái hộp của La Phù đạo quân tự nhiên không thành vấn đề. Đây vốn dĩ là đồ vật đạo quân để lại cho con cháu của mình.
Dương Bách Xuyên nhìn Lục Tuyết Hy, tất nhiên là được, có thể tìm được hai cô, xem như tôi hoàn thành được một tâm nguyện. Lục Tuyết Hy vẫy tay, lấy cái hộp tới trong tay, dặn Dương Bách Xuyên, kế tiếp chúng tôi muốn bế quan, chuyện tông môn đành nhờ tiên sinh để ý. Dương Bách Xuyên gật đầu, anh không hỏi nhiều, dù sao có thể hoàn thành việc đã đồng ý với đạo quân lúc trước là anh đã vui lắm rồi. Điều mấu chốt chính là con cháu của La Phù đạo quân lại là hai chị em nhà họ Lục nằm ngoài phỏng đoán của anh, mặc kệ đạo quân để lại bảo vật gì đều xem như ở lại Vân Môn. Hai chị em nhà họ Lục là hộ pháp Vân Môn, đây mới là điều khiến Dương Bách Xuyên mừng rỡ nhất. Anh nhanh nhẹn nói, thế này đi, Tam Cung Lục Viện Động Thiên, cô chọn một viện bế quan, rất thanh tĩnh, hơn nữa không có ai quấy rầy. Cũng tốt, vậy tôi đi trước. Lục Tuyết Hy không khách sáo với Dương Bách Xuyên, trực tiếp ôm hộp bỏ đi bế quan. Dương Bách Xuyên tìm lão quỷ dặn dò một tiếng, nhờ lão ta hộ pháp cho hai chị em bọn họ. Lần này Lục Tuyết Hy nói sẽ đóng cửa bế quan, e rằng sẽ mất một thời gian khá dài. Mà sau khi hai chị em bọn họ dung hợp một giọt tinh huyết của đạo quân đã biết được ông ấy dặn dò chuyện gì cũng như thứ để lại trong hộp là cái gì. Trong lúc vô tình đã hoàn thành một chuyện lớn khiến tâm trạng Dương Bách Xuyên không tệ, sau khi anh lấy lại tinh thần, mọi người đã tìm được pháp khí theo mong muốn, tất cả đều đang tiến hành luyện hóa. Lưu Thích Kỳ đang bế con gái không rảnh tay, thấy Dương Bách Xuyên đi tới thì vội vàng nhét cô bé vào ngực anh, nói, chăm sóc con gái giùm tôi một lát, tôi muốn luyện hóa pháp khí, thuật ngự kiếm phi hành của thằng nhóc Phương Tông Nhân kia thật đáng ngưỡng mộ. Nói xong. Lưu Tích Kỳ không cho Dương Bách Xuyên cơ hội mở miệng đã xoay người đi luyện hóa phi kiếm, anh ta thật sự hâm mộ thuật ngự kiếm phi hành của Vương Tông Nhân muốn chết, vội vàng chọn một thanh phi kiếm đi luyện hóa. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ nóng lòng của Lưu Tích Kỳ thì lắc đầu cười khổ, anh rất muốn nói một câu ngự kiếm phi hành cần tu vi kim đan mới được, thế nhưng nhìn dáng vẻ tràn đầy phấn khởi của Lưu Tích Kỳ, vẫn là thôi bỏ qua không đả kích anh ta. Dù sao thì trong lòng Dương Bách Xuyên, trong vòng 3 năm tới nhất định phải khiến tất cả đệ tử trúc cơ kỳ của Vân Môn bước vào cảnh giới kim đan. Hiện tại Vân Môn có động thiên linh khí sung túc chống lưng, việc này đối với anh không khó. Sơn mạch La Phù kéo dài vạn dặm, mặc dù không có thiên tài địa bảo vạn năm nhưng cấp bậc ngàn năm thì không ít, đủ chèo chống đệ tử Vân Môn tu luyện. Nhìn tất cả mọi người đang luyện hóa pháp khí trong đại điện, Dương Bách Xuyên không để ý bọn họ nữa, dù sao tất cả động thiên đều mở ra. Tùy ý ra vào, không cần quan tâm. Anh ôm cháu ngoại trai đi ra khỏi điện thờ La Phù, cưỡi phi cầm quay về. Lúc này, tại lối vào, đám võ giả đều đang tu luyện bên trong, Dương Bách Xuyên không đi quấy rầy, cứ để bọn họ tu luyện gặt hái chút gì cũng được. Dù sao những người này mà ở Sơn Hải giới thì đúng là chẳng thấm vào đâu, lại nói tiếp cùng thuộc một mạch, võ cổ giả địa cầu càng mạnh thì cũng là chuyện tốt đối với Hoa Hạ. Lúc Dương Bách Xuyên đang nghĩ như vậy, đàm chủ đương nhiệm của thần Long Đàm tìm tới, nhìn anh bằng ánh mắt đầy phức tạp, tôi muốn nói chuyện với cậu. Dương Bách Xuyên quên mất ông bạn cũ Ngô Nam này, cười lớn nói, đàm chủ Ngô khách sáo, có gì mời nói. Ngô Nam nhìn thoáng qua võ cổ giả ngồi bốn phía, nhíu mày hỏi, có thể tìm một nơi yên tĩnh không? Dương Bách Xuyên sững sờ, lập tức hiểu được Ngô Nam rất có thể muốn nói chuyện liên quan đến Hoa Hạ. Thân phận của ông ấy nói trắng ra là người đại diện chính thức. Từ trước đến nay, Dương Bách Xuyên đều ôm thái độ lảng tránh đối với chuyện này, thế nhưng nếu Hoa Hạ thật sự có chuyện, anh không thể thờ ơ cho qua. Thấy vậy, anh gật đầu, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Dương Bách Xuyên gọi Vương Tông Nhân tới, dặn đối phương bảo vệ động thiên Vân Môn, bản thân thì dẫn Ngô Nam ra ngoài. Nhà cũ Vân Môn, phòng khách. Trước mặt Ngô Nam. Dương Bách Xuyên không kiêng kỵ cái gì, nói với không khí, Thu Nhi, hiện thân dâng trà. Ngô Nam thấy anh nói chuyện với không khí thì hơi ngẩn ra, ngay sau đó lập tức trợn tròn mắt. Chỉ nghe một giọng nói êm ái vang lên, vâng, tiên sinh chờ một lát. Dứt lời, trong phòng khách trống rỗng bỗng xuất hiện một cô gái nghiêng nước nghiêng thành. Lúc này trong lòng Ngô Nam đang cuộn sóng. Thủ đoạn của Dương Bách Xuyên ngày hôm nay thật sự đã thay đổi thế giới quan của ông ấy. Ông ấy biết Dương Bách Xuyên thần bí, trước đây như thế, hiện tại trở về sau 6 năm biến mất càng nhìn không thấu, thật khiến người khác vô cùng rung động. Đối với cô gái xuất hiện từ hư không, Ngô Nam không hỏi nhiều, ông ấy là người thông minh,
biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên nhiều lời. Cô gái này là lá bài tẩy của Dương Bách Xuyên, đối phương triệu hoán ra ngay trước mặt ông ấy, Ngô Nam phân tích hai khả năng theo thói quen nghề nghiệp. Thứ nhất là Dương Bách Xuyên muốn dọa mình. Thứ hai là Dương Bách Xuyên tin tưởng mình, xem mình như bạn bè. Ngô Nam nghĩ đến quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Đàm chủ đời trước Hạ Lộ, trong lòng lựa chọn vế sau. Ông ấy tin tưởng Dương Bách Xuyên xem mình như bạn bè, tâm trạng ít nhiều khá vui vẻ. Đối với việc Đàm chủ đời trước mất tích, Ngô Nam vẫn canh cánh trong lòng, rất không chào đón Dương Bách Xuyên. Có điều đi qua mấy năm này, ông ấy đã không còn trách Dương Bách Xuyên chuyện năm đó, đấy là lựa chọn của Đàm chủ đời trước, ông ấy không thể can thiệp, vì vậy oán khí trong lòng cũng chậm rãi tiêu tan theo thời gian. Ngô Mặc Thu nhanh chóng dâng trà cho hai người, Dương Bách Xuyên đưa cháu ngoại trai cho cô, kêu cô bế cô nhóc ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Dương Bách Xuyên và Ngô Nam. Dương Bách Xuyên nâng tách trà mời Ngô Nam, anh không hề sốt ruột, chờ đối phương mở lời. Ngô Nam đặt tách trà xuống, nhìn chằm người đối diện, không lòng vòng nói thẳng, hai câu hỏi, một việc. Dứt lời, ông ấy dừng một lát, dường như đang sắp xếp lại từ ngữ, câu hỏi thứ nhất, theo lời cậu, sẽ có ngày tu chân giả Sơn Hải giới đến địa cầu đúng không? Câu hỏi thứ hai, cậu thống nhất giới võ cổ nhằm chống lại tu chân giả đến từ Sơn Hải giới có thể gây tai họa trong tương lai mà không ôm bất cứ lòng riêng nào thật ư? Ngô Nam hỏi xong hai vấn đề thì không tiếp tục nữa, nhìn Dương Bách Xuyên chờ anh trả lời. Dương Bách Xuyên vốn đang mỉm cười, nghe xong lập tức nghiêm mặt, trịnh trọng nói, câu hỏi thứ nhất, ông đừng nghi ngờ, 6 năm trước tôi biến mất ở núi Trường Bạch là vì bị cuốn vào không gian phong bạo, tiến vào Sơn Hải giới, một thế giới tu chân cường đại hơn giới võ cổ rất nhiều. Hôm nay những lời tôi nói với mọi người đều không hề bốc phét, thậm chí còn nói giảm nói tránh rồi, về phần tương lai tu chân giả đến từ Sơn Hải giới có làm loạn hay không, câu trả lời của tôi là chắc chắn sẽ. Tin rằng ông cũng biết địa cầu thông với Sơn Hải giới, tuy hiện tại thông đạo đã bị hủy diệt nhưng không ai có thể khẳng định còn có thông đạo bí mật khác hay không. Hơn nữa năm đó một số người tiến vào Sơn Hải giới ở núi Trường Bạch khó tránh khỏi sẽ hợp tác với tông môn, hay nói cách khác bọn họ bị bắt ép, nói ra chuyện thông đạo. Theo suy đoán của tôi, địa cầu chúng ta ẩn chứa bí mật hấp dẫn tu chân giả phía bên kia, một khi bọn họ tìm được dấu vết, tìm đến đây là chuyện đương nhiên. Dương Bách Xuyên một hơi trả lời xong vấn đề thứ nhất của Ngô Nam, sau đó anh nâng tách trà lên nhấp một ngụm, đặt xuống, cười tủm tỉm nói, về phần câu hỏi thứ hai của ông, tôi thống nhất giới võ cổ để làm gì? Người đàn ông họ Dương nào đó kéo dài âm cuối, cười híp mắt, tôi muốn làm hoàng đế. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Ngô Nam lập tức thay đổi, tách trà trong tay choang một tiếng rơi xuống đất vỡ tan tành. Là đàm chủ của thần Long Đàm ở Trung Quốc. Trách nhiệm của Ngô Nam chính là ổn định Trung Quốc, mà hôm nay Dương Bách Xuyên dùng thủ đoạn gần như thần tích như vậy, lôi đình ân uy khiến tất cả thế lực lớn ở giới võ cổ thần phục Vân Môn. Điều ông ấy lo lắng chính là, Dương Bách Xuyên muốn làm gì? Không ngờ rằng Dương Bách Xuyên vừa há mồm đã nói một câu như vậy, thế này là trần trụi bày ra dã tâm ư. Ông ấy lo lắng nhất chính là Dương Bách Xuyên sẽ làm như vậy. Bởi vì dựa theo hiểu biết của Ngô Nam thì bây giờ Dương Bách Xuyên có thực lực như thế. Kỳ thật thần Long Đàm được thành lập để ngăn chặn tình huống như vậy ở giới võ cổ, thậm chí sau khi Ngô Nam tiếp quản thần Long Đàm mới tiếp xúc với một số chuyện tối mật. Thông đạo giữa trái đất và Sơn Hải giới bị cả một đám phá hủy hoặc phong ấn, kỳ thật phía sau đều là thần Long Đàm thao túng sau lưng. Chính là để hạn chế sự phát triển của giới võ cổ, để một ngày nào đó xuất hiện cục diện không thể kiểm soát được. Để phòng người vượt qua phạm vi khống chế cỡ như Dương Bách Xuyên xuất hiện. Mà, hiện tại cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng vùng lên rồi. Kỳ thật từ khi Dương Bách Xuyên vùng lên trong giới võ cổ thì người phía sau thần Long Đàm cũng đã bắt đầu để ý tới anh, bọn họ cho rằng Dương Bách Xuyên chính là một dị giáo có giá trị vũ lực. Lúc ấy Ngô Nam được gọi đến, vị đại lão nào đó bên trên đã nói với ông ấy, nếu như kiểm soát được Dương Bách Xuyên thì không còn gì tốt hơn. Nếu như không kiểm soát được thì phải tiêu diệt anh. Trung Quốc không cho phép sự tồn tại giống như yêu nghiệt như Dương Bách Xuyên vùng lên, phá vỡ cục diện cân bằng hiện tại. Năm đó ngay khi Ngô Nam muốn tìm Dương Bách Xuyên nói chuyện rõ ràng thì anh lại tới Bí Địa Trường Bạch, kết quả Bí Địa Trường Bạch sụp đổ, Dương Bách Xuyên và những người kia năm đó đều biến mất không còn một ai.
Chuyện này không giải quyết được gì, mà đại nhân vật phía sau thần Long Đàm cũng không truy cứu nữa. Thế nhưng 6 năm trôi qua, Dương Bách Xuyên lại xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện một cách mạnh mẽ, hôm nay còn khiến tất cả thế lực lớn ở giới võ cổ thần phục Vân Môn. Bây giờ không giống ngày xưa, trong mắt Ngô Nam thì thực lực của Dương Bách Xuyên đã vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của Ngô Nam. Lần này Dương Bách Xuyên vừa xuất hiện đã khiến đại nhân vật phía sau thần Long Đàm chú ý, nhất là sau khi biết hôm nay tất cả tông môn lớn đều tề tựu ở Vân Môn, đại lão phía sau trực tiếp lên tiếng kêu Ngô Nam đến tìm Dương Bách Xuyên ngả bài. Cho Ngô Nam quyền hạn giải quyết theo tình hình cụ thể, chuyện ngả bà này có hai tầng ý nghĩa, một là biết rõ thực lực và ý đồ của Dương Bách Xuyên. Nếu Dương Bách Xuyên là loại người dã tâm bừng bừng muốn gây chuyện, hay nói cách khác là anh từ Sơn Hải giới trở về mang theo ý đồ thực sức mạnh nào đó ở thế giới kia, như vậy tuyệt đối không thể nhân nhượng Dương Bách Xuyên. Thứ hai, nếu như thực lực của Dương Bách Xuyên đã vượt qua phạm vi có thể kiểm soát, vậy thì nghĩ đủ mọi cách bắt nhốt, hơn nữa đại diện cho nhân vật lớn nào đó cho mời tới gặp mặt nói chuyện. Từ sâu trong lòng Ngô Nam không hy vọng Dương Bách Xuyên bị vị nhân vật lớn nào đó bên trên để mắt tới. Bởi vì ông ấy biết đại nhân vật nào đó phía sau thần Long Đàm có sức mạnh siêu nhiên cỡ nào. Nếu như đã quyết tâm tiêu diệt người không thể kiểm soát là Dương Bách Xuyên, Ngô Nam tin đại lão phía sau có rất nhiều biện pháp, bởi vì chỗ dựa phía sau thần Long Đàm và đại lão là cả Trung Quốc. Dương Bách Xuyên đấu nổi sao? Điều này Ngô Nam rõ ràng, bởi vì Dương Bách Xuyên đấu không lại. Ông ấy không hy vọng Dương Bách Xuyên thật sự đi tới một bước đó mà hy vọng Dương Bách Xuyên nói chuyện với vị đại lão nào đó. Hiện tại Dương Bách Xuyên vừa nói một câu, trong lòng Ngô Nam đã hơi hồi hộp, lựa chọn đưa ra cũng chỉ có con đường mời gặp này. Ngô Nam đứng dậy, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không nghĩ rằng một câu nói đùa của mình lại khiến Ngô Nam có phản ứng lớn như vậy, anh vội vàng cười ha ha nói, nhìn ông kìa. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, không đến mức đó chứ. Một câu tôi muốn làm hoàng đế của Dương Bách Xuyên tất nhiên chỉ là lời nói đùa, anh đường đường là tu chân giả, đã là nguyên anh cảnh bất diệt, chỉ cần một ngày nào đó hoàn toàn hấp thụ luyện hóa sức mạnh cổ yêu hồn mà lão giả phong ấn thì chính anh cũng không biết mình sẽ đạt tới cảnh giới tu vi gì. Làm hoàng đế, đó là quyền lực mà thôi. Với tu chân giả theo đuổi thiên đạo, theo đuổi sức mạnh lớn mạnh thì ngược lại là trói buộc. Quỷ mới thích chơi đùa quyền lực. Tôi muốn nghe lời thật lòng của cậu. Ngô Nam nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, không hề sợ hãi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười khổ, anh biết trò đùa này hơi lớn rồi, dọa Ngô Nam sợ phát khiếp, vì vậy anh lập tức nói, có cần căng thẳng như vậy không? Chuyện tôi và lão đàm chủ của các người hạ lộ là bạn ông biết rõ mà, Dương Bách Xuyên tôi bất cứ lúc nào cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có hại đến Trung Quốc. Hơn nữa bây giờ tôi nói với ông một lần, tôi thật sự không có ý thống nhất giới võ cổ, chỉ là đề phòng ứng phó một ngày nào đó rất có thể sẽ xuất hiện tu chân giả của Sơn Hải giới mà thôi, tuyệt đối không nói ngoa. Ngô Nam nhìn Dương Bách Xuyên, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc không giống như đang nói dối thì nửa tin nửa ngờ nói, chỉ mong cậu không gạt tôi. Tôi xem ông như bạn, Dương Bách Xuyên nhìn ông ấy nói. Lần này cuối cùng trong lòng Ngô Nam cũng nhẹ nhõm. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm nói, thật ra là tôi căng thẳng thái quá, tôi tin lão đàm chủ hạ lộ nhà tôi sẽ không nhìn nhầm người. Năm đó cô ấy có thể liều mình giúp cậu hóa giải nguy cơ, vậy Dương Bách Xuyên cậu cũng không phải loại khốn kiếp vô lương tâm như thế. Thần Long Đàm là tâm huyết của lão đàm chủ, bảo vệ hàng tỷ con dân Hoa Tây, cậu cũng là một trong số đó, có khó khăn nên giúp đỡ chứ không phải phá hoại. Hơn nữa, nói thật cho cậu biết. Cậu tuyệt đối đừng có suy nghĩ sai lệch gì, thần Long Đàm không yếu ớt như vẻ bề ngoài, lần này tôi đến thật ra là muốn truyền lời, có người muốn gặp cậu. Có người muốn gặp tôi, Ngô Nam ông có gì thì nói rõ ràng đi, ở đây không có người ngoài, tôi và ông cũng xem như bạn cũ, đừng giấu giếm nữa. Tôi có thể nói ông cứ việc hỏi, không biết không nói, biết gì nói nấy, nhưng ông cũng đừa lừa gạt tôi. Dương Bách Xuyên trầm giọng. Nghe giọng điệu Ngô Nam hình như thần Long Đàm thật sự không đơn giản. Ngô Nam nhìn Dương Bách Xuyên, hít sâu một hơi, phía sau thần Long Đàm có một vị đại lão thực lực sâu không lường được, chuyện này sau khi tôi tiếp quản thần Long Đàm mới biết. Tuy rằng tôi không rõ thực lực của vị đại lão này lắm, nhưng tôi nghĩ không thể kém hơn Dương Bách Xuyên cậu,
vì vậy tốt nhất cậu đừng có suy nghĩ gì lệch lạc ở giới võ cổ này. Sau đó Ngô Nam nói rõ mọi việc ông ấy biết cho Dương Bách Xuyên, bao gồm mục đích hôm nay ông ấy tới đây. Nói thế thì đại lão phía sau Thần Long Đàm, hay nói cách khác là Trung Quốc ta luôn biết đến Sơn Hải giới. Dương Bách Xuyên trầm tư hỏi. Nói nhảm, một vài tông môn của giới võ cổ cũng biết tới sự tồn tại của Sơn Hải giới thì làm sao Trung Quốc lại không biết được. Nếu không tông môn đã không trả một cái giá đắt để phá hủy những thông đạo kia rồi. Ngô Nam trợn trắng mắt nói. Bây giờ trong lòng Dương Bách Xuyên thật sự có chút tò mò, dựa theo lời Ngô Nam kể thì phía sau Thần Long Đàm là một vị đại lão siêu cấp, người đó mới là Định Hải Thần Châm chân chính của Trung Quốc. Hiện tại vị đại lão nào đó để mắt tới anh, có điều ngẫm lại cũng bình thường, nếu như không có cường giả chân chính thì giới cổ võ nhiều võ cổ giả như vậy đã sớm lật trời rồi, làm sao có thể yên ổn như thế được. Bây giờ vấn đề là, anh vậy mà lại bị vị đại lão nào đó tọa trấn Trung Quốc để mắt tới, không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lại càng không biết vị đại lão nào đó có thực lực thế nào. Về việc này trong lòng Dương Bách Xuyên không lo lắng gì, ngược lại rất hiếu kỳ. Nói vậy tôi phải cùng ông đi gặp cái vị gọi là đại lão nào đó một lần hả? Dương Bách Xuyên nhìn Ngô Nam vừa cười vừa hỏi. Thân là bạn bè, về công về tư tôi đều hy vọng cậu đi gặp. Ngô Nam nói xong nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên nói, Dương Bách Xuyên cậu đừng xem thường anh hùng trong thiên hạ, tuy rằng tôi không biết bây giờ cậu mạnh bao nhiêu, nhưng tôi tin rằng cậu vẫn chưa ứng phó được đại sát khí của Trung Quốc, vì vậy gặp một lần cậu cũng không chịu thiệt. Hơn nữa tôi tin vị đại lão nào đó không phải người không nói lý, một người trong lòng không vụ lợi đầu tiên sẽ không hại cậu. Dương Bách Xuyên trầm tư một hồi, tất nhiên hiểu lời nói của Ngô Nam nhìn như uy hiếp nhưng kỳ thật cũng là sự thật. Anh thật sự không có lòng tin đối đầu với đại sát khí của Trung Quốc, nếu Trung Quốc thật sự có một vị Định Hải Thần Châm như vậy, ít nhất mục tiêu cũng nhất trí với anh, cũng là để bảo vệ quê hương này, gặp một lần thì có làm sao. Được. Ông sắp xếp thời gian đi, tôi gặp. Dương Bách Xuyên vừa cười vừa nói chuyện chút đi, không phải ông bảo còn một việc nữa sao? Hai vấn đề xong rồi, nói chuyện cuối cùng, có vẻ khiến ông rất đau đầu nhỉ, có gì giúp được thì tôi sẽ giúp đỡ không chối từ, tôi cũng là một thành viên của Thần Long Đàm mà. Ngô Nam nghe Dương Bách Xuyên nhắc tới vấn đề cuối cùng chưa nói ra thì trên người lập tức tràn đầy sát ý nói, nước ngoài có vài kẻ không an phận, tôi nhận được tin tức. Nghe nói chỗ Loan Châu đột nhiên xuất hiện một người làm một chuyện tương tự với cậu, thống nhất tất cả thế lực võ cổ ở nước ngoài, trong đó bao gồm một vài tổ chức dị năng, bảo là một liên minh, gần đây bắt đầu nhảy nhót ở biên giới Trung Quốc chúng ta. Nghe Ngô Nam nói vậy, Dương Bách Xuyên nheo mắt lại rồi nhếch miệng cười nói, thật đúng là khéo. Anh đây nhất thống giới võ cổ, bọn họ tạo thành một liên minh, có chút thú vị. Ông nói xong, muốn tôi giúp ông thế nào? Ngô Nam ngẩng đầu nhìn về phía Dương Bách Xuyên, khóe miệng mím lại đáp, tôi mượn nghe thử ý kiến của cậu. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, tôi cũng có chú ý đến tin tức mấy ngày gần đây, nhìn qua tựa hồ những tên hề nhảy nhót bốn phía Trung Quốc ta đã đi vô cùng xa, có phải những người đó ở phía sau không? Ngô Nam gật đầu tỏ vẻ cam chịu. Dương Bách Xuyên thấy vậy bèn nói, nếu là như vậy, ý kiến của tôi là tiêu diệt thẳng luôn là được. Để bọn họ bớt ở lại khiến người khác ghê tởm, dù sao đệ tử Vân Môn của tôi cũng chưa ra ngoài rèn luyện bao giờ, đi ra ngoài trải đời cũng là điều tốt, ông thấy sao? Khóe miệng Ngô Nam giật giật, đó là chuyện của cậu, không liên quan gì đến Thần Long Đàm hết. Việc cậu muốn cho đệ tử trong môn ra ngoài rèn luyện là việc tốt, dù sao chỉ cần không hành động ở Trung Quốc, đi ra ngoài biên giới Trung Quốc thì thích làm gì thì làm. Dương Bách Xuyên cũng co giật khóe miệng một chút, Ngô Nam. Tôi phát hiện ra ông cũng không ngu ngốc lắm nhỉ. Được rồi, coi như tôi trả lại ơn huệ năm đó của ông. Tôi chưa nói cái gì hết đâu đấy. Ngô Nam phản bác. Xử lý tình huống bài bản ghê nhỉ. Dương Bách Xuyên cạn lời kêu to. Ngay sau đó hai người lại cùng nói chuyện về chủ đề Sơn Hải giới một lúc. Thật ra phần nhiều trong đó là do Ngô Nam có sự tò mò về Sơn Hải giới. Ông ấy luôn hỏi Dương Bách Xuyên xem rốt cuộc Sơn Hải giới ra sao. Ông ấy cũng tìm danh sách 100 người mà Dương Bách Xuyên muốn và nói là muốn cho thành viên Thần Long Đàm tới động thiên của Vân Môn để tu hành. Dương Bách Xuyên thoải mái hào phóng cho Ngô Nam tận danh sách 200 suất cho việc này. Sau khi nói chuyện với nhau một lúc,
Ngô Nam chuẩn bị rời đi để về phục lệnh vị đại lão nào đó. Về chuyện vị đại lão đó triệu kiến Dương Bách Xuyên, ông ấy sẽ thông báo. Tiễn Ngô Nam đi xong, Dương Bách Xuyên nhìn thử sắc trời để chuẩn bị cho những võ cổ giả đó ra. Sau khi đáp ứng danh sách mỗi nhà 100 suất cho đệ tử của họ, có một số chi tiết anh vẫn nói rõ ràng. Động thiên của Vân Môn không phải là chuyện đùa, ít nhất phải để cho mọi người hôm nay tiến vào nói năng thận trọng mới được. Về phần sau khi đệ tử trong môn phái của bọn họ tiến vào, trong vòng một năm không thể đi ra. Tuy có thể công khai chuyện động thiên của Vân Môn nhưng lại không thể để nó lan truyền đi quá. Nếu cứ cho đệ tử của các môn phái võ cổ giả này ra ra vào vào một cách tùy tiện cũng không phải là chuyện tốt. Sau một tiếng, tất cả võ cổ giả đều rời khỏi động thiên của Vân Môn với vẻ lưu luyến không rời. Dương Bách Xuyên tìm tới các thủ lĩnh của các tông môn lớn, không có giấu giếm chuyện bí địa trường Bạch năm đó cùng với tình huống sau đó ở Sơn Hải Giới. Đối với chuyện mọi người cùng tiến vào Sơn Hải Giới lúc đó nhưng không thể xuất hiện chung cùng một chỗ, Dương Bách Xuyên cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chỉ có người của Thiếu Lâm là vui vẻ, bởi vì Tiểu Hòa Thượng là người duy nhất chạm mặt với Dương Bách Xuyên, hơn nữa cuối cùng còn đang ở lại biệt viện ở thành tán tu của Dương Bách Xuyên để tu luyện. Tuy người của những tông môn khác không ở cùng một chỗ với Dương Bách Xuyên, nhưng cuối cùng vẫn có một thông tin. Dựa theo cách nói của Dương Bách Xuyên, do người của tông môn bọn họ giải rác ở khắp Sơn Hải Giới, nói cách khác là họ còn sống. Người của các tông môn lớn cũng muốn dò hỏi tình hình liên quan đến Sơn Hải Giới, đối với câu hỏi của bọn họ, Dương Bách Xuyên biết gì đáp nấy, trả lời từng câu một, những gì có thể trả lời anh đều trả lời hết. Thật ra trong lòng anh hiểu rõ những người này muốn tiến vào Sơn Hải Giới. Quả nhiên, sau khi hỏi xong một loạt câu hỏi, Thanh Hư Tử của Côn Luân mới mở miệng nói, xin hỏi Dương Đạo Hữu, sau này Đạo Hữu có còn tiến vào Sơn Hải Giới hay không? Nếu có thể tiến vào Sơn Hải Giới lần nữa, có thể dẫn Lão Đạo theo được không? Lão Đạo chỉ có một đệ tử là Chiêm Khánh Nhân, Lão Đạo cũng muốn đi tìm người của Côn Luân nữa. Nhà nào cũng mở miệng nói những câu mà ông ta vừa nói, họ thể hiện mong muốn được đi theo Dương Bách Xuyên đến Sơn Hải Giới để tìm kiếm đệ tử của môn phái mình. Lý do rất thuyết phục, nhưng có bao nhiêu trong đó người thật sự muốn đi tìm đệ tử trong môn phái mình đây? Muốn đi tìm hay là muốn tự mình đến Sơn Hải Giới, chỉ có chính bọn họ biết. Mà Dương Bách Xuyên đã sớm suy nghĩ về tình huống này ở trong đầu từ lâu rồi, anh đáp, chư vị, sau này chắc chắn tôi sẽ có ý định tiến vào Sơn Hải Giới, nhưng cũng không thể nói rõ là bao lâu nữa. Bởi vì khi tôi đi ra thì thông đạo đã bị hủy diệt, hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm một con đường khác mà thôi, ít nhất tạm thời đã có manh mối. Tôi đảm bảo với chư vị rằng sau này khi tôi tiến vào Sơn Hải Giới, chắc chắn tôi sẽ dẫn chư vị theo, nhưng mà, có một điều kiện tiên quyết đó là trước khi đến Sơn Hải Giới, tu vi của chư vị phải đạt tới một yêu cầu nhất định, với tu vi hiện tại của chư vị, hoàn toàn không thể tiến vào Sơn Hải Giới đâu. Muốn đi vào Sơn Hải Giới, tu vi của các vị cần phải đột phá hư cảnh mới được, nếu không cũng chỉ là đi tìm cái chết một cách vô nghĩa mà thôi. Tôi cũng không thể nào hại các vị được, đúng không? Sau khi anh dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người đều vô cùng khó coi. Trong đám bọn họ, người có tu vi cao nhất cũng mới là hư cảnh, nhiều người vẫn là tu vi tiên thiên, đột phá hư cảnh là chuyện nói dễ hơn làm. Dương môn chủ, điều kiện của cậu có hơi làm khó người ta đó. Hư cảnh của võ cổ giả đã là cảnh giới khó đạt đến lắm rồi, huống chi còn đột phá hư cảnh. Cậu cũng biết truyền thừa của giới võ cổ vốn đã khuyết thiếu không đầy đủ. Nói gì đến đột phá hư cảnh. Huống hồ ngay cả lão đạo cũng không biết phải đột phá hư cảnh như thế nào. Thanh Hư Tử nói ra tiếng lòng của. Đúng vậy, có dễ dàng gì đâu. Tất cả đều bắt đầu tranh luận. Dương Bách Xuyên cong khóe miệng lên, anh không vội nói chuyện ngay mà chỉ nghe những lời bàn tán như chứa sự phàn nàn oán giận của đám bọn họ. Anh cười ha ha trong lòng. Nếu anh dám nói thế trước mặt đám người này thì chắc chắn có thể khiến bọn họ đột phá hư cảnh, đạt đến cảnh giới kim đan. Nhưng tên họ Dương nào đó cũng không phải nhà từ thiện, không có chuyện anh sẽ làm việc tốt không công. Một hai người thì thôi đi, nhưng nếu cộng toàn bộ võ cổ giả tiên thiên trở lên của giới võ cổ lại thì cũng không phải số lượng nhỏ. Ít nhất cũng phải đợi cho những người này nợ anh một ơn huệ đã. Về phần thông đạo đến Sơn Hải Giới đã bị hủy diệt hoàn toàn là anh nói dối. Dù sao khi tu vi ở địa cầu của anh còn chưa khôi phục thì sẽ không đi Sơn Hải Giới,
cho nên anh mới không nói cho những người này thời gian cụ thể. Một lát sau, chờ bọn họ nói được kha khá rồi, Dương Bách Xuyên mới ho khan một tiếng và nói, chư vị, có thể đối với mọi người mà nói thì việc đột phá bước vào hư cảnh, thậm chí là đột phá hư cảnh cũng rất khó, nhưng tôi muốn nói rằng thật ra cái này cũng không khó chút nào. Nếu Dương Mỗ có thể nói như thế với chư vị thì chắc chắn sẽ có biện pháp để những người tiên tiên bước vào hư cảnh thì đột phá. Kỳ thật rất đơn giản, phàm là những người đi vào động thiên của Vân Môn tôi tu luyện, dưới sự giúp đỡ của linh khí nồng hậu mạnh mẽ thì tiên tiên bước vào hư cảnh không khó chút nào. Về phần cách đột phá hư cảnh, đạt đến kim đan, kỳ thật rất đơn giản, chỉ là do mọi người không biết mà thôi. Lúc này, có người gấp không chờ nổi mà nói, Dương Môn Chủ, đột phá bằng cách nào? Đúng vậy, xin Dương Môn Chủ chỉ giáo, sau này tôi nợ cậu một ân huệ. Đúng thế, tôi cũng vậy. Võ cổ giả ở đây đều không phải người ngu, chính vì vậy, họ đều bắt đầu bày tỏ thái độ của mình. Dương Bách Xuyên xua tay cười, nói nửa ngày chính là chờ mấy người nói ra những lời này đó. Anh cười đáp, thật ra nếu ở Sơn Hải giới thì bất kể là hư cảnh hay là đỉnh hư cảnh vẫn là cảnh giới ngụy kim đan. Cảnh giới kim đan chân chính sẽ cần phải vượt qua thiên kiếp, chỉ khi vượt qua thiên kiếp mới là tu sĩ kim đan thật sự. Như đồ đệ Vương Tông Nhân của tôi vậy, có thể ngự kiếm phi hành. Thiên kiếp cũng chia ra lớn nhỏ mạnh yếu, chính là cửu thiên lôi kiếp. Những người vượt qua thiên kiếp kim đan thì gọi là tu sĩ kim đan bất diệt. Cho dù thân thể có bị hủy diệt, kim đan vẫn có thể tồn tại như cũ. Cho nên việc trải qua thiên kiếp là khảo nghiệm của thiên đạo, cũng là điều mà mỗi một tu sĩ đều hướng tới. Bởi khi vượt qua thiên kiếp xong trong đan điền mới có thể kết đan, kết thành kim đan. Khi nói đến đoạn này, Dương Bách Xuyên tạm dừng một chút, mọi người đã bị hình ảnh kim đan bất diệt mà anh kể tác động rất sâu. Chuyện đó quá hấp dẫn đối với những người này. Thử hỏi có ai không khát vọng trường sinh bất lão cơ chứ? Trong cách hiểu của bọn họ, những gì Dương Bách Xuyên kể chính là trường sinh bất lão. Nhưng giờ phút này lại có người đặt một câu hỏi vô cùng mấu chốt, gần như tất cả mọi người đều đang ảo tưởng ra thành tựu kim đan trường sinh nhưng lại xem nhẹ một điểm quan trọng, đó là thiên kiếp. Xin hỏi Dương Môn Chủ, thiên kiếp này như thế nào? Hẳn là không dễ vượt qua đúng không? Khi hỏi chuyện, giọng nói này mang theo sự cẩn thận như sợ Dương Bách Xuyên sẽ giận. Nhưng mà Dương Bách Xuyên không chỉ không giận mà ánh mắt còn sáng lên, thế mà trong đông đảo võ cổ giả lại có người có ngộ tính không tệ. Ngẩng đầu nhìn vào trong đám người, anh hơi sửng sốt. Chỉ thấy người hỏi chuyện không phải ai khác mà chính là Nguyên Tuyệt Sư Thái của phái Nga Mi đã từng bị anh giáo huấn cho. Vốn dĩ sau khi bị Ngô Mặc Thu âm thầm đánh, Nguyên Tuyệt phải rời khỏi nhưng lại bị Dương Bách Xuyên giữ lại. Bởi vì anh muốn tự giáo huấn bà già này, anh hơi âm u mà nghĩ, ai bảo bà ta bất kính với bà anh. Còn nghĩ cách leo lên đầu người phụ nữ của mình nữa chứ. Lúc này, khi thấy là Nguyên Tuyệt hỏi chuyện, anh lại nhìn nhận kỹ Nguyên Tuyệt một lần nữa trong lòng. Về phần Nguyên Tuyệt, vốn dĩ bà ta cũng không định mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không kiềm chế được nghi vấn trong lòng. Nói đến cùng thì đều là người tu đạo, dù bà ta là người kiêu ngạo ngang ngược nhưng về khía cạnh tu đạo lại là nhân vật đại lão. Cho nên bà ta nhìn không được mà hỏi ra tiếng. Nhưng mà Nguyên Tuyệt không nghĩ tới Dương Bách Xuyên nhìn thẳng về phía bà ta như vật. Nguyên Tuyệt người đã ăn hết đau khổ từ chỗ người họ Dương nào đó bắt đầu run rẩy cả người, bà ta run giọng và nói, Dương Môn Chủ thứ tội, bà già như tôi thuận miệng thì hỏi thôi, vô tình mạo phạm. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Tuyệt thiếu chút nữa đã định quỳ xuống xin tha. Dương Bách Xuyên nhìn thấy sự run sợ của Nguyên Tuyệt thì ngây ra một lúc rồi mới nói, đứng lên đi, tôi cũng không có ý trách cứ bà, ở đây nhiều người như vậy, bà có thể nghĩ đến điểm mấu chốt là thiên kiếp chứng tỏ bà có vận may. Như vậy đi, chuyện hôm nay xóa bỏ toàn bộ, tôi chấp nhận cho bà đi vào tiên cung động thiên của Vân Môn để tu luyện. Nguyên Tuyệt nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì đã hoàn toàn ngây ra. Chuyện là sao vậy? Nghe ý của Dương Bách Xuyên tức là sẽ cho mình một cơ hội. Cũng không kịp nghĩ nhiều về những khía cạnh khác, bà ta lập tức mở miệng, đa tạ Dương Môn Chủ, đa tạ Dương Môn Chủ. Nguyên Tuyệt cũng coi như là người đã thành tinh rồi, tuy rằng bà ta không rõ tại sao đột nhiên Dương Bách Xuyên lại thay đổi thái độ nhưng không thể phủ nhận rằng đây là đang cho bà ta thứ tốt, cứ tạ ơn trước rồi nói sau.
không nói đến cái khác, chỉ một câu mọi việc hôm nay xóa bỏ toàn bộ của Dương Bách Xuyên cũng đã quá đủ rồi. Dương Bách Xuyên ha ha cười nói, được rồi, đứng lên đi, cho bà một cơ hội. Do tôi thấy bà có ngộ tính, còn về phần có thể đạt được thành tựu gì không thì chung quy phải dựa vào nỗ lực của chính bản thân bà. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn mọi người xung quanh và nói, câu hỏi về thiên kiếp mà vừa rồi Nguyên Tuyệt đưa ra mới chính là vấn đề lớn thật sự. Trước đó đã kể về chỗ tốt của Kim Đan rồi, nhưng thiên kiếp chính là khảo nghiệm của thiên đạo. Thế gian chẳng bao giờ có chuyện tốt như là tự dưng có bánh rơi từ trên trời xuống để ăn sẵn cả. Vượt qua thiên kiếp Kim Đan thì đương nhiên có thể bay trên trời độn thổ dưới đất, vẫn còn có tư cách để đi lên đỉnh đại đạo, nhưng mà, nếu độ kiếp bất thành thì sẽ tan thành mây khó, đó chính là cái giá lớn phải trả khi đi trên con đường tìm kiếm sự bất tử. Hôm nay tôi nói nhiều với chư vị đến vậy cũng là để mọi người có chuẩn bị sẵn trong lòng. Thiên kiếp cũng có 9 đẳng cấp, từ 9 thiên kiếp thứ nhất bắt đầu đến 9 thiên kiếp thứ 9 là cao nhất. 9 thiên kiếp thứ nhất chính là 9 lôi kiếp. Nói cách khác, là loại nhỏ nhất ít nhất. Qua được 9 lôi kiếp của thiên kiếp xong, nếu có thể chống đỡ đợt 9 tia sét đánh mới có thể tính là thành công vượt qua 9 thiên kiếp thứ nhất. Nếu không chống đỡ được thì chỉ có đường chết, chống đỡ được thì trong đan điền sẽ sinh ra kim đan. Cứ thế cho đến 9 thiên kiếp thứ 9, 9981 tia lôi kiếp, sự lớn nhỏ của uy lực thiên kiếp được quyết định bởi tư chất của bản thân cùng với những người họ đã giết. Nói cách khác, một người có tư chất, thực lực càng mạnh thì uy lực thiên kiếp người đó phải chịu sẽ càng lớn. Đồng thời, một người dính càng nhiều sát nghiệt trên tay thì uy lực của thiên kiếp cũng sẽ càng lớn, đây là khảo nghiệm chú định của thiên đạo. Sau khi nói một mạch không ngừng về sự nguy hiểm của thiên kiếp, Dương Bách Xuyên liền tạm dừng lại, chờ mọi người tiêu hóa tất cả những gì anh đã nói. Quả thật võ cổ giả khác với người tu chân, họ có sự chênh lệch nhau rất lớn về việc lý giải được đại đạo. Nhưng nếu anh đã quyết định muốn giúp những người này một phen thì tất nhiên cũng sẽ kiên nhẫn hơn. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, bất kể là tu chân hay là võ cổ, tới cuối cùng kỳ thật cũng như vậy. Ví dụ như tu luyện võ cổ đến hư cảnh chính là bình cảnh lớn, nếu không độ thiên kiếp thì sẽ dừng bước tại đây. Mà một khi vượt qua thiên kiếp và kết thành kim đan trong cơ thể thì sẽ lại mở ra một con đường khác. Giữa sân có người hiểu ra phần nào đó, có người vắt trán suy nghĩ, cảm thấy khó hiểu. Đây là biểu hiện của ngộ tính trong tu luyện, nhưng thiên kiếp là cái gì thì mọi người đều nghe hiểu. Dù sao dựa theo cách nói của Dương Bách Xuyên, võ cổ bọn họ tu luyện đến hư cảnh xong nhất định phải độ thiên kiếp mới có thể kéo dài con đường tu luyện sau này. Trong đó tất nhiên còn có những chi tiết khác, ví dụ như độ thiên kiếp thế nào, có quy luật gì, có bí pháp gì, thật ra mọi người đều hiểu, nhưng Dương Bách Xuyên không có nói ra. Cái này làm cho một số người như bị mèo cào trong lòng, nhưng bọn họ cũng hiểu nếu không có lý do gì thì Dương Bách Xuyên cũng không thể nào nói những bí quyết này ra được. Bây giờ lại phải xét đến vấn đề bọn họ có biết cách làm người hay không mà thôi. Một lát sau Thanh Hư Tử mở miệng nói, xin hỏi Dương Đạo Hữu, có pháp môn gì để độ thiên kiếp? Thanh Hư Tử cũng đồng dạng hỏi một câu mấu chốt trong đó. Dương Bách Xuyên cười gật đầu, đương nhiên là có, được rồi. Chư vị, tôi đã nói đến thế cho mọi người rồi, nếu tôi có thể kể chuyện thiên kiếp và tu luyện ra thì sẽ không giấu giếm gì hết. Tôi sẽ chỉ cho chư vị một con đường sáng sủa đúng đắn để đi. Hiện giờ sắc trời không còn sớm nữa, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. 3 ngày sau, mọi người từng người trở về, cho mỗi một thế lực tông môn của mọi người một danh sách 100 đệ tử tiến vào động thiên của Vân Môn để tu luyện. Đến lúc đó tôi sẽ cung cấp cho những người đang ở trong tu vi hư cảnh các vị biện pháp để độ thiên kiếp, cùng với con đường tu luyện sau này phải đi. Nhưng có một điều tôi muốn dặn dò, mong chư vị nói năng thận trọng về chuyện động thiên của Vân Môn. Ngoại trừ những đệ tử trong môn phái có thể báo cho thì nếu báo cho người ngoài, khiến Vân Môn chúng tôi rước phải phiền toái không cần thiết, Dương Mỗ nói trước điều này, chân trời góc biển cũng sẽ không tha. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, lòng mọi người đều run lên. Dương môn chủ yên tâm, bọn tôi cảm ơn còn không kịp, đương nhiên sẽ không đi nói lung tung. Đúng vậy, nếu ai dám nói ra, thiên lôi đánh xuống. Một đám thể độc cam đoan. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên hạ lệnh đuổi khách, trong vòng 3 ngày bọn họ đến tiếp là được. Từng môn phái võ cổ giả rời đi,
Thậm chí những người có tâm tư nhanh nhạy còn đã nghĩ đến chuyện có cần phải cung cấp một số thứ chốt cho Dương Bách Xuyên hay không, nếu không dựa vào đâu mà người ta phải nói cho mình phương pháp bí mật để độ thiên kiếp chứ. Nghĩ như vậy, họ nhanh chóng chạy về tông môn để bàn bạc. Tiễn những võ cổ giả đó đi xong, Dương Bách Xuyên trở lại đại sảnh của khu nhà cũ. Lúc này, người nhà của mấy người phụ nữ đều đã ra khỏi động thiên của Vân Môn. Bà anh đang nói chuyện với mấy nhà người ta, lời nói tiếng cười truyền ra thật xa, Dương Bách Xuyên biết ngay rằng bà mình đã thành công. Quả nhiên, sau khi anh tiến vào thì biết bà mình đang bàn bạc với người của mấy nhà, đại hôn sẽ vào đầu xuân năm sau, lúc này xem như đã xong xuôi rồi. Mà người của mấy nhà khi thấy bản lĩnh của Dương Bách Xuyên cùng với động thiên của Vân Môn xong, đều xem con rể như Dương Bách Xuyên là thần tiên nên đều đồng ý cả. Ngay cả cha mẹ của Ninh Kha cũng không nói câu nào nữa mà chỉ nghĩ muốn bám đuổi Dương Bách Xuyên thôi. Hôm nay có rất nhiều thế lực của giới võ cổ đều thần phục Vân Môn, cái này làm cho bọn họ thấy được một Dương Bách Xuyên vô cùng hùng mạnh. Còn có cái gì không hài lòng nữa chứ? Có nhiều người phụ nữ cũng được thôi, dù sao cũng không phải người bình thường. Có sự tồn tại của tiên cũng trong động thiên của Vân Môn kia, thử hỏi có thể là người bình thường được sao? Cho nên, không có nhà nào phản đối cả. Không có nhà nào nói lời từ chối nữa. Sau khi định đoạt xong việc đại hôn, người vui vẻ nhất chính là bà anh và mấy người phụ nữ. Dương Bách Xuyên cũng thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể cho mấy người phụ nữ của anh một danh phận. Mà với tư cách là chủ của một môn phái, Dương Bách Xuyên cũng không keo kiệt. Anh cho hai nhà của Độc Cô Vô Tình và Triệu Nam các loại điển tịch công pháp tu chân, thiên tài địa bảo vân vân. Dù sao điển tịch tu luyện trong điện La Phù nhiều không đếm xuể. Về phần các nhà không phải gia tộc võ cổ khác, Dương Bách Xuyên cung cấp các món quà mang tính vật chất, chúng phong phú vô cùng. Anh cũng đồng ý với người mấy nhà rằng những thế hệ sau trong gia tộc bọn họ sẽ được coi như đệ tử hạch tâm của Vân Môn. Đối cha mẹ của những người phụ nữ, Dương Bách Xuyên thẳng thắn nói rằng bọn họ không thể tu luyện, đã bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để tu chân. Điều anh có thể làm chính là trợ giúp bọn họ có một thân thể khỏe mạnh. Đối với việc này, tuy mọi người có tiếc nuối nhưng cũng hiểu đây là sự thật. Dù sao Dương Bách Xuyên đã đồng ý sẽ cho con cháu trong nhà tu chân rồi, đây đã xem như kết quả tốt nhất. Xong xuôi hết những chuyện này, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng có thời gian. Bây giờ anh chẳng muốn nghĩ gì cả mà chỉ muốn nịnh bà, bởi vì anh biết tình hình sức khỏe bà mình ra sao. Sau khi động thiên của Vân Môn xuất hiện, toàn bộ đệ tử của Vân Môn đều có một sự kính sợ cuồng nhiệt với Dương Bách Xuyên, Vân Môn phát triển đến tận đây và tiếp tục phát triển không ngừng. Trong vòng 3 ngày, tất cả võ cổ giả đi vào động thiên của Vân Môn. Dương Bách Xuyên không keo kiệt mà cho bọn họ những tâm đắc khi độ kiếp và một số công pháp tu luyện sau khi lên kim đan trong điện La Phù. Đám võ cổ giả vô cùng cảm kích nên cũng đem vài thứ tốt cho Dương Bách Xuyên. Trong lúc này, các tông môn mang đến lễ vật, thiên tài địa bảo và những thứ khác cho Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên thu về cả mớ. Anh nhận cho những người này yên tâm, mà trong những thứ đó, đúng là Dương Bách Xuyên có phát hiện một số thứ tốt. Thế nhưng anh cũng chỉ tiện tay ném vào không gian bình càn khôn, dù sao hiện tại tu vi của anh cũng chưa khôi phục nên cũng không muốn đi nghiên cứu sâu hơn. Tất cả mọi người tiến vào động thiên của Vân Môn để tu luyện, đương nhiên Dương Bách Xuyên sắp xếp mấy người phụ nữ của mình ở điện La Phù, đệ tử Vân Môn ở La Phù Tam Cung Lục Viện, hiện tại gọi là Viện Tu Luyện Tam Cung Lục Viện của Vân Môn. Anh sắp xếp một nơi cho võ cổ giả tu luyện, dù sao không thể tiến vào Tam Cung Lục Viện của Vân Môn để tu luyện được. Đương nhiên, với người nhà của mấy người phụ nữ thì Dương Bách Xuyên sẽ mở Tam Cung Lục Viện của Vân Môn ra. Tất cả đều đi vào quỹ đạo, Dương Bách Xuyên tìm Lão Phương và Doa Thẳng Viện luyện đan của Động Thiên Vân Môn cho Lão Phương để nghiên cứu luyện đan, giúp Vân Môn đệ tử tăng tiến tu vi. Dù sao yêu cầu là trong vòng 5 năm, ít nhất có một nửa số đệ tử của Vân Môn phải đạt đến kim đan. Với những người có được linh đào, Dương Bách Xuyên tin tưởng bước vào kim đan chính là vấn đề thời gian, các đệ tử xuất sắc của Vân Môn cũng có được thưởng linh đào, nhưng lại không phải linh đào mẫu. Tất cả linh đào mẫu thụ đều được Dương Bách Xuyên đưa cho mấy người phụ nữ của anh và bọn Lưu Thích Kỳ. Bận rộn 7-8 hôm liên tiếp, cuối cùng cũng đã ổn định lại, hôm nay Dương Bách Xuyên tới tìm nhị đồ đệ Vương Tông Nhân. Sư phụ người tìm con ạ,
Vương Tông Nhân bước vào đại sảnh. An Nhân, vi sư có việc cần cậu đi làm. Dương Bách Xuyên nói thẳng vào vấn đề, hiện tại anh đã dành ra được thời gian định để Vương Tông Nhân đi làm chuyện mà anh đã đồng ý với Ngô Nam. Ngày đó, Ngô Nam từng nói võ cổ giả và một số dị năng giả ở nước ngoài đã bị Loan Châu hợp nhất lại làm một, sau đó đơn phương chèn ép bốn phía Trung Quốc, Dương Bách Xuyên định để Vương Tông Nhân mang theo đệ tử Vân Môn đi rèn luyện một phen. Sư phụ có chuyện gì, người cứ việc dặn dò. Vương Tông Nhân càng trở nên điềm tĩnh hơn. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với nhị đồ đệ của mình, trong lòng hiện lên một suy nghĩ, tương lai sẽ để Vương Tông Nhân tiếp quản Vân Môn ở trái đất, trở thành môn chủ thứ hai của Vân Môn. Mặc dù tu vi hiện tại của Vương Tông Nhân đã là kim đan trung kỳ rồi, nhưng mà muốn lãnh đạo cả một môn phái thì vẫn cần phải có nhiều kinh nghiệm mới được. Cho nên lần này chuyện mà anh đã đồng ý với Ngô Nam rằng sẽ đi dọn dẹp cổ võ giả và thế lực dị năng ở bên ngoài Trung Quốc, Dương Bách Xuyên định giao cho Vương Tông Nhân đi làm. Dù sao với thực lực tu vi của Vương Tông Nhân, Dương Bách Xuyên tin rằng người trái đất sẽ không thể nào ngăn cản được cậu ta, ít nhất là hiện tại vẫn chưa có ai ngăn cản nổi. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên kể hết chuyện võ cổ giả và dị năng giả ở nước ngoài bị hợp nhất lại làm một chèn ép bốn phía Trung Quốc ra cho cậu ta nghe. Vương Tông Nhân nghe sư phụ muốn giao chuyện này cho mình xử lý, đôi mắt lập tức sáng bừng lên. Hiện tại tu vi của cậu ta đang ở kim đan trung kỳ, nói thật cả ngày cứ phải quanh quẩn với đệ tử trúc cơ kỳ, thật sự rất khó chịu. Cấp bậc thực lực và tầm nhìn giữa hai bên không hề ngang nhau, điều này khiến cậu ta cảm thấy rất buồn bực. Đương nhiên không phải nói tu vi của cậu ta cao dẫn tới ánh mắt cũng cao theo mà là do sau khi cảnh giới tu vi đạt tới một trình độ nhất định thì quả thật sẽ có một sự khác biệt rất lớn so với người có tu vi thấp. Nghe sư phụ nói xong, hai mắt Vương Tông Nhân sáng lên nói, sư phụ, ý của người là, con trực tiếp đi tiêu diệt cái tên ở Loan Châu kia đúng không? Thằng nhóc thối nghĩ cái gì đó hả? Lần ra ngoài này, cậu chọn lựa một vài đệ tử Vân Môn, mấu chốt ở đây là rèn luyện. Sau đó điều tra rõ là ai đã hợp nhất đám cổ võ giả và dị năng giả ở nước ngoài đó. Nhưng mà mấy ngày qua vi sư đã đọc được một tin tức, rằng dạo gần đây đám dân lang thang rất kiêu ngạo, ngang ngược vô lý chơi xấu ở trước cửa nhà Trung Quốc chúng ta không chịu đi, vi sư thấy rất tức giận, có lẽ trong chuyện này còn có bóng dáng của những người đó nữa. Lần này cậu dẫn người ra ngoài, đầu tiên cứ bắt đầu với đám dân lang thang kia trước, làm như thế nào thì tự cậu nhìn mà làm. Nói chung là không thể để bất cứ ai biết được thân phận của các cậu, chỉ cần nhớ rằng vi sư rất khó chịu với đám dân lang thang đó, cậu biết nên làm như thế nào mà phải không? Ha ha, sư phụ yên tâm, đệ tử biết rồi, chọc sư phụ tức giận chính là chọc đệ tử tức giận, người cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ làm thật tốt. Vương Tông Nhân cười ha ha nói. Được rồi đi đi, nhớ đừng để người khác biết được thân phận của mình. Nếu không còn chuyện gì nữa thì lần này vi sư cho phép cậu đi ngắm nghía vòng quanh thế giới. Dương Bách Xuyên híp mắt nói. Toàn thế giới, sư phụ nói thật ư. Hai mắt Vương Tông Nhân càng ngày càng sáng. Dương Bách Xuyên cười mắng, thằng nhóc thối, vi sư lừa cậu được chắc. Yên tâm cứ mạnh dạn chơi bời đi, nhưng không được làm hại người vô tội, biết chưa? Biết rồi ạ, he he, Vương Tông Nhân vui chết mất, vòng quanh thế giới. Chẳng phải là nói sư phụ cho phép cậu ta đi đánh dị năng giả và võ cổ giả trên toàn thế giới đấy à? Khi thầy trò hai người đang nói chuyện, Ninh Kha bước vào từ ngoài cửa. Chào sư nương, sư phụ người nói chuyện với sư nương đi, đệ tử cáo lui. Sau khi Vương Tông Nhân cười hì hì với Dương Bách Xuyên thì xoay người rời đi. Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười với đồ đệ này của mình, nhìn như trầm ổn nhưng thật ra vẫn còn rất trẻ trâu, điểm này rất tốt. Nếu trầm nặng và chững chạc quá thì lại không tốt lắm. Ninh Kha bị một tiếng sư nương của Vương Tông Nhân làm cho đỏ bừng cả mặt, nhưng trong lòng cô ta lại thấy rất ngọt ngào. Về rồi à, Dương Bách Xuyên đứng dậy đi về phía Ninh Kha, mấy ngày trước đây cô ta tiễn ba mẹ về nhà, hôm nay mới quay lại. Anh Xuyên, em, hức, thật ra Ninh Kha muốn nói một câu xin lỗi, lần trước mẹ và chị họ của cô ta lén đính hôn thay cô ta. Hơn nữa Nguyên Tuyệt còn bất kính với bà nội nữa, Ninh Kha vẫn luôn cảm thấy rất lo lắng. Dương Bách Xuyên biết Ninh Kha muốn nói cái gì, anh cười ha ha trực tiếp hôn lên môi cô ta, khiến cả người Ninh Kha run lên nuốt lời muốn nói vào bụng. Hức hức, bị người nào đó họ Dương hôn một cách bá đạo, toàn thân Ninh Kha mềm nhũn. Vài phút sau anh mới buông cô ta ra, nói, đồ ngốc, anh biết hết rồi, không trách em, anh cũng không giận đâu, nhưng mà em đã đi mấy ngày rồi.
nên phạt, ha ha. Em, hức. Đột nhiên Ninh Kha cảm giác mình bị người nào đó họ Dương đánh úp, giờ khắc này cô ta hoàn toàn thả bay bản thân. Sầm. Cửa đại sảnh đóng lại, từng tiếng rên khẽ vang lên. Mấy ngày kế tiếp, người nào đó họ Dương len lỏi giữa những người phụ nữ giống như tên trộm vậy, cực kỳ vui sướng. Thỉnh thoảng trêu chọc đứa cháu ngoại trai, ra ngoài đi dạo với bà nội, đi qua thôn mới nói chuyện phiếm với người ở trong thôn, cuộc sống của anh đã hoàn toàn biến thành cuộc sống của một người bình thường. Một tháng sau, Ngô Nam đến thăm. Vị đại lão kia muốn gặp cậu. Sau khi Ngô Nam nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì nói thẳng. Gấp thế cơ à, hiện tại Dương Bách Xuyên ung dung tự tại sung sướng mỗi ngày, vẫn chưa muốn đi gặp đại lão sau lưng Thần Long Đàm. Thời gian không ngắn, đã qua mấy ngày rồi, hôm nay cậu đi cùng tôi một chuyến, thế nào? Ngô Nam đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, ông đây là đang bức vua thoái vị đó, Dương Bách Xuyên cười khanh khách nói, ngay sau đó nheo hai mắt lại nhìn Ngô Nam không nói gì cả. Ngô Nam bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, ông ấy nuốt nước bọt nói, cậu có vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng đi, tôi nói được gì thì sẽ nói hết cho cậu, đừng nhìn người ta bằng ánh mắt âm trầm như vậy. Ngô Nam nói thẳng, đây mới là cách bắt chuyện đúng đắn, nói xem vị đại lão sau lưng ông là thần thánh phương nào, với một tin tức cơ bản như vậy thì chắc ông vẫn sẽ nói cho tôi biết chứ nhỉ. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói. Ngô Nam trợn trắng mắt nói, gì mà đại lão sau lưng tôi chứ? Tôi chỉ là một chân chạy việc mà thôi, vị đại lão kia mới chính là một nhân vật lớn hàng thật giá thật, là một nhân vật đã tồn tại từ khi Trung Quốc mới thành lập. Nói chính xác thì Thần Long Đàm chính là do vị đại lão đó lập ra, đây cũng là điều sau này tôi mới biết được. Lại nói, vị đại lão đó có quan hệ rất sâu xa với lão đàm chủ đấy. Dương Bách Xuyên nghe Ngô Nam nói như vậy thì sốc cực kỳ, nhìn Ngô Nam. Trong đầu Dương Bách Xuyên đột nhiên nhớ tới câu chuyện mà nàng tiên cá Hạ Lộ đã kể cho anh nghe. Anh chợt nảy ra suy nghĩ, hỏi, vậy ra, người đó chính là nghĩa phụ của lão đàm chủ Hạ Lộ nhà các ông à? Ngô Nam nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt có chút phức tạp, gật đầu nói, quả nhiên cậu biết được khá nhiều, không sai, tên thật của vị đại lão đó là Lữ Xuân Thu, chính là ân nhân cứu mạng năm đó của lão đàm chủ nhà tôi. Không đúng, dựa theo những gì mà Hạ Lộ đã kể. Người đã cứu nghĩa phụ của cô ấy năm đó, đáng lẽ phải chết rồi mới đúng. Dương Bách Xuyên nói. Ngô Nam hiếm khi bật cười, nói, sao lại chết được? Năm đó Lữ đại gia có việc nên mới rời bỏ lão đàm chủ nhà tôi, từ đó đàm chủ nhà tôi cho rằng ngài ấy đã chết, nên mới lập mộ chôn di vật, bái Lữ đại gia làm nghĩa phụ. Thứ nhất, kế thừa ý chí của Lữ đại gia bảo vệ Trung Quốc, thứ hai là để cảm ơn ơn cứu mạng của ngài ấy. Nhưng sau Lữ đại gia lại nấp trong tối không chịu ra gặp mặt đàm chủ đại nhân nhà tôi, nhưng thật ra ngài ấy vẫn luôn chú ý và đã tận mắt chứng kiến đàm chủ đại nhân nhà tôi thành lập Thần Long Đàm. Cho tới nay đều là Lữ đại gia âm thầm chăm nom cho Thần Long Đàm, hoặc là nói chăm nom cho đàm chủ nhà tôi, không thì cậu cho rằng với thực lực của đàm chủ nhà tôi liệu có thể trấn áp được mấy lão quái vật của giới cổ võ đó không? Dương Bách Xuyên nghe vậy thì gật đầu, ngẫm lại thì thấy đúng thật. Lúc anh quen Hạ Lộ, thực lực của Hạ Lộ chỉ mới tiên thiên, rồi sau anh mới biết được trong giới cổ võ có rất nhiều lão quái vật có tu vi hư cảnh. Nếu không có cao thủ chống lưng cho Thần Long Đàm, sao Thần Long Đàm có thể sánh ngang vai với 8 tông môn lớn của giới cổ võ chứ? Nghĩ vậy, vị đại lão đứng sau lưng Thần Long Đàm, hoặc là nói nghĩa phụ của nàng tiên cá Hạ Lộ cũng là một vị cao thủ. Là hư cảnh, hay là kim đan, hoặc là cao hơn nữa? Giờ phút này Dương Bách Xuyên thực sự cảm thấy tò mò. Rất muốn đi gặp thử. Nhưng anh không rõ vì sao Lữ Xuân Thu lại không chịu gặp mặt Hạ Lộ. Lúc này Ngô Nam tiếp tục nói, Lữ đại gia chú ý đến cậu thật ra là từ sau khi đàm chủ đại nhân nhà tôi biến mất thì ngài ấy mới bắt đầu chú ý đến. Nghe nói lúc ấy Lữ đại gia đã giận tím mặt vì biết đàm chủ nhà tôi bị mất tích chính là vì cậu, muốn giết chết thằng nhóc nhà cậu, nhưng đáng tiếc không biết vì sao cuối cùng lại không giết chết cậu nữa. Lúc Ngô Nam nhắc tới chuyện này, ông ta vẫn tràn đầy khúc mắc đối với Dương Bách Xuyên, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không tức giận, sửng sốt xong thì mới hỏi, Lữ Xuân Thu có lai lịch bối cảnh như thế nào? Chuyện này tôi nào biết được, nói chung là rất thần bí, có lẽ cũng chẳng có ai biết cả, nhưng tôi nghe đồn tổ tiên của Lữ đại gia là tộc thần bảo hộ của Trung Quốc, nói chung lai lịch phi phàm. Ngô Nam nhìn Dương Bách Xuyên nói, được, tôi không hỏi nữa,
cứ đi gặp là sẽ biết được người đó là thần thánh phương nào ngay, đi thôi. Hiện tại Dương Bách Xuyên càng ngày càng cảm thấy hứng thú với vị Lữ đại gia Lữ Xuân Thu trong lời kể của Ngô Nam. Đại lão thực sự đứng sau lưng của thần Long Đàm, còn là nghĩa phụ trên danh nghĩa của Hạ Lộ, về công về tư anh đều cần tới gặp. Theo cảm giác của Dương Bách Xuyên, rất có thể trên người của người tên Lữ Xuân Thu này có một bí mật lớn, có lẽ là cơ duyên cũng nên. Sau khi chào bà nội và mấy người phụ nữ của mình, Dương Bách Xuyên và Ngô Nam trực tiếp ra ngoài rồi lên đường. Đương nhiên hiện tại Dương Bách Xuyên đã mất đi tu vi, anh cũng không dám đơn độc đi gặp một cao thủ thần bí khó lường, cho nên lúc đi có âm thầm mang theo Ngô Mặc Thu. Ngô Mặc Thu có tu vi kim đan đại viên mãn, trên trái đất này cô chính là một cao thủ hàng đầu, hoặc là nói không có đối thủ, Dương Bách Xuyên thầm đoán tu vi của vị đại lão kia của thần Long Đàm cũng là kim đan, anh mang theo Ngô Mặc Thu chắc là cũng đủ rồi. Mục đích của chuyến đi này là đế đô. Buổi chiều, Ngô Nam đã sắp xếp xong mọi thứ, vừa xuống máy bay thì rời đi luôn. Dương Bách Xuyên cũng không hỏi nhiều, trong lòng lại nghĩ chắc là bọn họ đang đến một đại viện tường đỏ hoặc là chùa miếu nào đó, cùng lắm thì cũng phải đến một tứ hợp viện. Không ngờ xe lại lao thẳng vào một câu lạc bộ cao cấp tràn ngập hơi thở hiện đại hóa. Điều này khiến Dương Bách Xuyên phải mở rộng tầm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh Độc Cô Hối dẫn Tử Tiên lão nhân đến nhà tắm công cộng năm đó. Thầm nghĩ không biết vị đại lão thần Long Đàm này có phải cũng là một ông già phong lưu hay không. Dù sao anh cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi theo sau Ngô Nam nhìn thẳng mặt là được. Vài phút sau bọn họ đi tới mặt sau của câu lạc bộ, nơi này là một bể bơi ngoài trời, người đến người đi, liếc mắt một cái là nhìn thấy được một đống bikini lướt qua như một làn khói. Ngô Nam mang theo Dương Bách Xuyên đi đến một góc bể bơi, rồi sau đó dừng lại bên cạnh 7-8 cô gái trẻ. Hai mắt Dương Bách Xuyên đăm đăm, trong số mấy cô gái này có một người ngực rất to, quan trọng nhất chính là ở giữa mấy cô gái đó có một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, bên trái là rượu vang đỏ, bên phải là mâm trái cây, đôi tay của anh ta không ngừng sờ mó mấy cô gái đó, phát ra những tràng cười sảng khoái. Lúc này Ngô Nam vừa lên tiếng, Dương Bách Xuyên suýt chút nữa ngã quỵ. Chỉ nghe Ngô Nam cung kính nói, Lữ tiên sinh, Dương Bách Xuyên tới. Lữ tiên sinh. Dương Bách Xuyên đen mặt, trong đầu anh cứ luôn tưởng Lữ tiên sinh là một ông già. Bởi vì dựa theo lời Hạ Lộ kể, người đạo sĩ cứu cô ấy năm đó chính là một ông già. Nhưng giờ là sao? Lữ tiên sinh trái ôm phải ấp trước mặt lại là một thanh niên trẻ tuổi như thế. Dương Bách Xuyên nhìn thấy lúc Ngô Nam nói chuyện thì không hề sướng chút nào, điều này chứng tỏ rằng Ngô Nam thấy chuyện này rất bình thường. Anh nhìn Ngô Nam bằng ánh mắt dò hỏi. Ngô Nam gật đầu. Tỏ vẻ người này chính là Lữ Xuân Thu. Giờ khắc này Dương Bách Xuyên cảm thấy tam quan của mình đã bị hủy hoại. Sau khi trấn tĩnh lại thì anh nhìn qua Lữ Xuân Thu đang bận rộn đối phó với một đám phụ nữ, lại phát hiện trên người anh ta không hề có tu vi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ đại lão của thần Long Đàm lại là một kẻ như vậy? Nhưng mà sau đó anh nghĩ lại thì thấy không có khả năng lắm, nếu là đại lão của thần Long Đàm. Ngô Nam lại cung kính với người này như vậy, hiển nhiên không thể nào là người thường rồi, có lẽ anh ta là một cao thủ đã che giấu tu vi của mình. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên lại cảm thấy kinh hãi trong lòng. Mà ngay lúc này, cuối cùng thanh niên cũng rời khỏi bụi hoa, vung tay lên, mấy người phụ nữ mặc bikini bên người đều lẳng lặng rời đi. Nhóc con, cậu đang thầm mắng tôi trong lòng đúng không? Lữ Xuân Thu nói. Trong lòng của Dương Bách Xuyên hơi lục bộp. Anh vừa mắng một câu ở trong lòng. Nhưng đánh chết cũng không thừa nhận chuyện này. Cười ha ha, nói, mắng cái gì cơ? Ha ha, Lữ Xuân Thu nở nụ cười thâm trường với Dương Bách Xuyên, sau đó nói, nhóc con uống một cốc với lão phu. Nhóc con, Dương Bách Xuyên rất khó chịu với cách xưng hô này, quỷ biết Lữ Xuân Thu có bao nhiêu đại niên linh. Ha ha, có phải lão phu nhìn qua rất tuổi trẻ? Lữ Xuân Thu hỏi. Có phải hay không ông lên giới thiệu mình trước? Dương Bách Xuyên biết được tên của Lữ Xuân Thu từ trong miệng của Ngô Nam, nhưng lại chưa nghe chính miệng người này nói. Hơn nữa anh nhìn người này đều không có tu vi giống hệt mình, nhiều ít ôm thái độ hoài nghi. Ha ha, nhóc con này tâm địa cũng rất gian xảo, lão phu tên Lữ Xuân Thu, vừa lòng chưa? Lữ Xuân Thu cười nói. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên nở nụ cười xấu hổ, nhưng trong lòng lại bị chấn động, hiện tại có thể xác định. Lữ Xuân Thu có thể đọc hiểu lòng người,
hoặc nói cách khác có thể biết được anh suy nghĩ gì trong lòng. Lúc này đứng trước mặt Lữ Xuân Thu, Dương Bách Xuyên có cảm giác bị một chiếc khóa vô hình khóa lại, dưới ánh mắt của ông ấy, hình như không gì là bí mật. Nói xong, Lữ Xuân Thu đi đến một góc của bể bơi, nơi này có một quán bar nhỏ, không có ai tồn tại. Sau khi tiến vào, Lữ Xuân Thu nói với Điều Tử Sư, hai cốc, quy củ cũ. Vâng Lữ tiên sinh, Điều Tử Sư hơi mỉm cười, bắt đầu chế rượu, nhìn qua rất quen thuộc với Lữ Xuân Thu. Lúc này Lữ Xuân Thu ra hiệu cho Dương Bách Xuyên, ý bảo ngồi xuống, sau đó nói với Ngô Nam, Tiểu Ngô vất vả rồi, đi xuống trước đi. Vâng, Lữ tiên sinh, Ngô Nam không có chút không vui nào, trực tiếp rời đi. Người đẹp Điều Tử Sư bưng hai cốc rượu hỗn hợp lửa đỏ và xanh đen thả xuống, hơi mỉm cười rời đi. Lữ Xuân Thu bưng lên một cốc, ý bảo Dương Bách Xuyên uống cốc khác, nếm thử cốc, mồ hiệp khách, này đi, lão phu điều chế lúc tuổi trẻ. Điều Tử Sư vừa rồi đã đi theo lão phu rất lâu, tay nghề không tồi, lão phu mời cậu uống ba cốc. Nghe ý của Lữ Xuân Thu, hình như ông ấy nghiên cứu chế tạo rượu, hơn nữa tên rất có ý cảnh mồ hiệp khách. Dương Bách Xuyên không biết Lữ Xuân Thu có ý gì, cũng không mở miệng dò hỏi, dù sao Lữ Xuân Thu mời anh đến, có chuyện sẽ nói, Dương Bách Xuyên không phải tay mơ mới vào giang hồ. Ông không nói, tôi cũng không nói. Đối với lời mời uống rượu Dương Bách Xuyên không động, chỉ hơi mỉm cười nhìn Lữ Xuân Thu. Sao hả, sợ có độc không dám uống. Lữ Xuân Thu nở nụ cười nghiền ngẫm, nhóc con, nói trước, không uống lão phu sẽ coi thường cậu. Dương Bách Xuyên sửng sốt, trong lòng nói thầm, cố ra vẻ bí ẩn. Ngay sau đó cười nói, một cốc rượu mà thôi, cho dù có độc, tôi tin tưởng không độc chết được tôi. Ngoài miệng nói như vậy. Dương Bách Xuyên lại suy nghĩ trong lòng không thể để bị Lữ Xuân Thu coi thường. Cầm lên cốc rượu lửa đỏ xanh đen, rót thẳng vào trong miệng. Một ngụm, mồ hiệp khách, xuống bụng, ngay lập tức sắc mặt của Dương Bách Xuyên biến đổi. Một cốc rượu nho nhỏ nổ ầm ầm trong bụng. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên thay đổi, muốn mắng Lữ Xuân Thu âm hiểm, nhưng lúc này anh không thốt ra được câu nào, nuốt xuống một ngụm rượu vào trong cơ thể, sinh ra khí thể cực lớn. Không phải là linh khí, ngược lại hóa thành các loại cảm xúc nổ tung. Lúc này chỉ nghe Lữ Xuân Thu cười hì hì nói, nhóc con phải cẩn thận cảm nhận, có chỗ lợi với cậu, nếu không phải quan hệ giữa cậu và nghĩa nữ của lão phu không tồi, cậu cho rằng lão phu bỏ được cho cậu rượu tốt như vậy, chậm rãi thể nghiệm, tiếp theo còn hai ly đang chờ cậu. Nói xong Lữ Xuân Thu cầm rượu lên uống, quay đầu xuyên thấu qua pha lê nhìn các người đẹp ở bên ngoài bể bơi, hai tròng mắt tràn đầy sự đáng khinh. Thường thường hút khí, giống như đang soi mói các vị người đẹp ở bể bơi. Dương Bách Xuyên nghe Lữ Xuân Thu nói vậy, trong lòng sửng sốt, ngay sau đó trong lòng bộc phát ra các loại cảm xúc, không tự giác nhắm mắt lại. Sau đó anh ý thức được mình đi đến một thế giới cổ đại, hóa thành một kiếm khách, du tẩu trong thế gian, gặp chuyện bất bình xông pha vào, nhiệt huyết tràn trề. Anh có nhiệt huyết thiếu niên, có mộng tưởng trở thành một kiếm khách. Đây chính là câu chuyện về một thiếu niên nhiệt huyết, mang theo mộng tưởng để phấn đấu, nhưng thân phận là hiệp khách, mà cuối cùng loại hiệp khách này đều không có kết cục tốt. Một cốc mồ hiệp khách biểu đạt mộng tưởng màu xanh đen thuần tịnh của một thiếu niên hiệp khách hành, cuối cùng biến thành lửa đỏ, đổ máu gần như không còn, mộng hiệp khách không thành, nhưng lại từng có giấc mộng tuổi trẻ, trên thế gian này có vô số mộng hiệp khách, nhưng đã có mấy người đạt thành mộng tưởng. Kết quả còn không phải mộng tưởng tan biến, biết mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng hóa thân cho tàn, giống như tướng sĩ nhiệt huyết chết trong chiến trận xương cốt không còn, thi thể không thấy, chỉ có thể lập một ngôi mộ chôn di vật. Đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên tràn ngập bi thương. Hai hàng lệ tuôn xuống. Cảm thấy bi thương vì vô số nhiệt huyết, lòng mang mộng tưởng của tuổi trẻ chính mình trên thế gian. Anh suy nghĩ, nếu không phải năm đó ở công viên chính mình cứu một con chó, có duyên đụng phải Hồ Càn Khôn, kết duyên với sư phụ Vân Thiên Tà, bước chân vào tu đạo. Liệu giờ này ngày này, có thể hay không giống như những hiệp khách lòng mang nhiệt huyết đó? Tốt nghiệp đại học, sau đó mang theo mộng tưởng đi phấn đấu, kết quả có phải cũng sẽ trở thành một người bình phàm giống như bao người hay không? Mộng tưởng rách nát, cả đời bình thường. Mua phòng cưới vợ sinh con. Mộng tưởng nhiệt huyết lúc trước không còn chút gì, hóa thành mộ chôn di vật. Lúc này trên mặt Dương Bách Xuyên treo hai hàng nước mắt, mở mắt ra. Nhìn thấy Lữ Xuân Thu đang cười như không cười nhìn chính mình. Lại nhìn cốc rượu rỗng trong tay,
theo ánh mắt của Lữ Xuân Thu nhìn các màu người đẹp bên ngoài bể bơi. Dương Bách Xuyên rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Lúc này trong lòng anh có điều hiểu ra. Lữ Xuân Thu nhìn Dương Bách Xuyên, sâu trong mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó cười ha ha nói, nhóc con có cùng cảm tưởng. Dương Bách Xuyên cười nói, cảm ơn, nhưng thật ra không có gì, nhưng đã hiểu ra một đạo lý. Hử nói nghe thử xem, Lữ Xuân Thu ra vẻ rất hứng thú. Dương Bách Xuyên thưởng thức cốc rượu giống trên tay, nói, một cốc màu hiệp khách, có mộng tưởng thiếu niên màu xanh đen thuần tịnh, cũng tràn ngập màu đỏ như máu, giống hệt hiện thực tàn khốc. Bất kể là người thường hay võ cổ giả hay người tu chân, ở thời đại thiếu niên đều mang theo một mộng tưởng đầy nhiệt huyết. Người thường muốn làm chính mình, hoặc trở thành nhân vật đứng trên đỉnh, hoặc trở thành người một cõi. Võ cổ giả muốn làm hiệp khách khoái ý ân cừu trên thế gian, người tu chân muốn trở thành thần tiên phi thiên độn địa. Nhưng trên thế gian này có nhiều chuyện, cuối cùng lại có vài người có thể đạt thành. Phần lớn hóa thành một cốc mồ hiệp khách. Nói đến đây, trong lòng của Dương Bách Xuyên như có cảm giác gì đó, trong giọng nói tràn đầy bi thương và tiếc nuối. Sau đó anh chuyển qua nói, nhưng cuối cùng mộng tưởng chỉ là mộng tưởng, quan trọng là có nỗ lực hay không, chỉ cần cố gắng, cho dù hiệp khách, cuối cùng có trở thành chính mình trong cảm nhận lúc trước hay không, đều là hiệp khách. Dương Bách Xuyên nói xong, đứng dậy khom lưng với Lữ Xuân Thu, cảm ơn tiền bối cho rượu. Đối với Lữ Xuân Thu, Dương Bách Xuyên hành lễ phát ra từ nội tâm, bởi vì anh uống xong rượu đồng lứa của Lữ Xuân Thu, hiểu được một cuộc đời. Cảm giác được phong ấn nguyên anh trong cơ thể anh buông lỏng ra một ít, hoặc nói cách khác lực lượng phản phệ yêu hồn cổ bị luyện hóa một ít. Lúc này anh mới biết được, có lẽ Lữ Xuân Thu đã nhìn ra được tình huống cơ thể anh, vì vậy cho anh một cốc mổ hiệp khách, thật ra đang giúp anh. Ha 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 của nhiên có chút thú vị, nhưng cảm ơn thì không cần, cốc mổ hiệp khách này không phải vạn năng, nó là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu cậu uống xong không ngộ được ý cảnh chân chính của mổ hiệp khách, đi ra từ bi thương, đến lúc đó đời cậu sẽ chỉ dừng bước ở đây. Nhưng lần đầu tiên uống mổ hiệp khách của lão phu, cậu vẫn có thể hiểu được thấu triệt trong một thời gian ngắn như vậy, rất tốt, trách không được nghĩa nữ của ta dù liều mạng hao hết một thân đạo hạnh cũng muốn giúp cậu ngăn cản kẻ địch. Dương Bách Xuyên biết nghĩa nữ trong miệng Lữ Xuân Thu chính là người cá Hạ Lộ, lập tức hỏi tiền bối có tin tức của Hạ Lộ không? Mặc dù anh từng suy đoán, lúc trước ở cung điện Trường Giang, có lẽ Hạ Lộ cũng đi Sơn Hải giới, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán, không được chứng thực. Lữ Xuân Thu hơi mỉm cười nói, trước không nói chuyện này, Lão Phu đã nói sẽ mời cậu ba cốc rượu, cậu đã thành công phẩm ra ý cảnh của cốc mổ hiệp khách, còn thừa hai lý dám uống không? Uống xong Lão Phu nói tin tức của Hạ Lộ cho cậu. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, tiền bối ban rượu có gì không dám? Được, tiểu vi phục vụ rượu, Lữ Xuân Thu nói với người đẹp Điều Tử Sư, cốc thứ hai máu tu chân. Điều Tử Sư bưng cốc rượu thứ hai lên, cốc này có màu đen. Nhưng không phải là màu đen thuần túy, là màu đen pha chút hồng, giống như làm thấu vết máu. Lữ Xuân Thu nói cốc rượu thứ hai tên là, máu tu chân, đối với Dương Bách Xuyên, cho dù là rượu độc anh vẫn uống. Hơn nữa còn không phải là rượu độc, ngược lại là thứ rất tốt cho anh, lúc này Dương Bách Xuyên đã hiểu Lữ Xuân Thu đang giúp mình. Sau một đoạn thời gian trở về từ Sơn Hải giới, Dương Bách Xuyên không chút nào tiến triển trong việc hiểu đạo. Nhưng một cốc mổ hiệp khách của Lữ Xuân Thu lại làm phong ấn nguyên anh của anh buông lỏng, thật sự nếu còn không hiểu ý tốt của Lữ Xuân Thu, anh chính là đồ ngốc. Cốc mổ hiệp khách đầu tiên, thể hiện nhiệt huyết mộng tưởng, bày ra con người có mộng tưởng nhưng không thành hoặc rách nát sau đó bi thương, nếu có thể đứng lên thì sẽ thành công, tâm cảnh, mình cũng từng có mộng tưởng, cũng từng có giao tranh, không để lại tiếc nuối trong cuộc đời này. Dương Bách Xuyên rất chờ mong cốc máu tu chân thứ hai sẽ xuất hiện như thế nào. Bưng cốc máu tu chân lên, lần này Dương Bách Xuyên không uống như trâu giống cốc mổ hiệp khách, mà nhẹ nhàng nuốt xuống bụng. Cảm giác nóng rát nổ tung trong cơ thể, sau đó khoang miệng đầy chua xót, làm mặt của Dương Bách Xuyên biến thành màu tím, một cốc máu tu chân này thực sự rất khó uống. Sau đó Dương Bách Xuyên phát hiện chính mình đang ở trong một thế giới tràn ngập giết chóc, ở chỗ này kẻ mạnh làm vua, cá lớn nuốt cá bé, bày ra từng trận chém giết. Mỗi người đều cố gắng, chém giết. Mạo hiểm, ngươi lừa ta gạt, vì đạt được thiên tài địa bảo. Vì tăng lên tu vi, vấn đỉnh đạo trường sinh. Giống như đã thể nghiệm cả đời,
uống xong một cốc máu tu chân này hiểu được nhiệt huyết cả đời để mài giũa tâm cảnh, cuối cùng Dương Bách Xuyên không bị lạc ở trong nhiệt huyết giết chóc. Một cốc máu tu chân kiểm tra tâm cảnh là giết chóc, nhưng Dương Bách Xuyên nhảy ra khỏi đó làm Lữ Xuân Thu lau mắt nhìn, phất tay bảo Tiểu Vi bưng lên cốc rượu thứ ba nước mắt thần tiên. Ba cốc rượu đều là hiểu được nhân sinh, cốc cuối cùng nước mắt thần tiên uống xuống bụng, cả người của Dương Bách Xuyên bị chấn động mạnh, nhắm nghiền hai mắt. Lúc này Lữ Xuân Thu cười ha ha nói với điều tử sư Tiểu Vi, Vi Vi, Thu quán đi bơi lội với ta. Người đẹp điều tử sư hơi mỉm cười, đỏ mặt, đi ra khỏi quầy ba, rời đi cùng với Lữ Xuân Thu. Dương Bách Xuyên nhập định ngồi yên trước quầy ba, không động đậy. Sau khi đi ra khỏi quán ba, đóng cửa lại, người đẹp điều tử sư không nhịn được hỏi, chủ nhân, cậu ta có thể tiêu hóa được nước mắt thần tiên không? Khuôn mặt luôn tràn đầy nụ cười hiếm khi không cười, Lữ Xuân Thu liếc nhìn quán ba, nói, trên người tên nhóc này rất cổ quái, có lẽ có thể tiêu thụ được. Trong cơ thể cậu ta có lực lượng phản phệ yêu hồn cổ khổng lồ, coi như vì nghĩa nữ, ta tặng ba cốc rượu kia cho cậu ta. Được rồi, không nói cậu ta nữa, có lẽ phải giam ba ngày nữa mới có thể tỉnh lại, nhanh đi thay bikini đi tắm huyền ương với ta đi, ha ha nói đến câu cuối, Lữ Xuân Thu phát ra tiếng cười đáng khinh. Lữ Xuân Thu dự tính giam ba bữa nữa Dương Bách Xuyên mới có thể tỉnh lại, nhưng chạng vạng ngày hôm sau Dương Bách Xuyên đã đứng trước mặt ông ấy, sâu trong ánh mắt của Lữ Xuân Thu hiện lên tia sáng. Nhóc con, nói thật, sư thừa của cậu đến từ đâu? Lữ Xuân Thu híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên nói. Nếu đoán không sai có lẽ giống như ngài. Dương Bách Xuyên trả lời giống như đánh đố Lữ Xuân Thu. Lữ Xuân Thu nghe vậy sửng sốt, sau đó cười ha ha nói, có chút thú vị. Xem ra trên địa cầu này không chỉ có một mình lão phu nhắc mãi nơi đó, nhưng không sao, nhiều đạo hữu nhiều con đường, không cô đơn. Nếu lão phu không nhìn lầm, có lẽ sư thừa của cậu là truyền thừa sư môn đúng không? Có hứng thú nói cho lão phu biết chút không? Không có hứng thú, Dương Bách Xuyên từ chối, thật ra trong lòng anh đã bị chấn kinh, tim đập thình thịch. Người thanh niên Lữ Xuân Thu tự xưng lão phu này thực sự làm lòng anh tràn đầy nguy kịch. Nhưng cũng không xác định ông ấy có nhìn ra sư thừa của chính mình hay không, sư phụ Vân Thiên Tà từng nói cho anh, không cần dễ dàng nói ra sư thừa, tránh việc mang đến nhiều rắc rối không cần thiết. Dương Bách Xuyên rất rõ ràng điểm này, bất kỳ nhân vậy khó lường nào đều sẽ không khuyết thiếu kẻ địch, sư phụ Vân Thiên Tà của anh được xưng là thập nhị kiếp tán tiên, nhân vật cỡ này sao lại không có kẻ địch. Dương Bách Xuyên suy đoán, khả năng cao Lữ Xuân Thu cũng đến từ tu chân giới, nếu cùng đến từ tu chân giới. Nếu là kẻ thù của sư phụ thì chuyện rất không ổn. Lữ Xuân Thu mời anh uống ba cốc rượu, hoặc nói cách khác đã cho anh một cơ duyên, có lẽ là vì hạ lộ. Nhưng một khi Lữ Xuân Thu biết được sư thừa, không may là kẻ thù của sư phụ, đến lúc đó chỉ sợ Lữ Xuân Thu sẽ không quan tâm anh có phải bạn của hạ lộ hay không, có lẽ sẽ thuận tay mạt sát chính mình. Còn vấn đề tu vi của Lữ Xuân Thu, hiện tại Dương Bách Xuyên dám khẳng định người này tuyệt đối có tu vi thông thiên. Nhìn không thấu Lữ Xuân Thu có bất cứ tu vi gì trong người, nhưng từ lời nói cử chỉ của người này, cùng với ba cốc rượu có thể đoán ra được, ông ấy tuyệt đối là một đại thần. Là Nguyên Anh, hay là xuất khiếu, hoặc cao hơn? Dương Bách Xuyên không biết. Vì vậy lúc Lữ Xuân Thu hỏi đến sư thừa, trong lòng Dương Bách Xuyên rất cảnh giác. Đối mặt với việc Dương Bách Xuyên lưu loát từ chối vấn đề dư thừa, Lữ Xuân Thu nheo mắt lại. Ngay lập tức trên người ông ấy bộc phát ra một loại hơi thở làm người hít thở không thông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.